Rồi chờ cô tí nha. Rồi các bạn, các bạn ai chọn cho cô một bài đi, ai chọn cho cô một bài, cô mở cho các con xem bài nè. Ai chọn cho cô một bài? Con có, con muốn nghe bài toán nào? Cô mời Văn Thành. Con muốn nghe bài toán nào nè? Lớp mấy? Dạ lớp 3. Lớp 3 đúng không? Lớp 3, để cô mở lớp 3 ha. Lớp 3 ở đây. Rồi con muốn chọn môn gì Thành? Dạ môn toán. Môn toán. Rồi chọn bài gì đây? Bảng nhân 6. Em chào cô. Cô chào con. Bảng nhân 6. Bảng nhân 6 nằm đầu. Bản nhân hay bản chia? Dạ bản nhân. Nhân số có hai chữ số đúng không? Dạ nhân 6 cô. Bản nhân 6 chỗ này đúng không? À thấy rồi, à, bản nhân 6 rồi. Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Nguyễn Thị Nga. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong bài học toán ngày hôm nay. Các em thân mến, trong chương trình toán lớp 2, các em đã được học về các bảng nhân từ bảng nhân 2 đến bảng nhân 5. Bài học này, cô sẽ hướng dẫn các em xây dựng tích bảng nhân 6 các em nhé. Bài học của chúng ta gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ ôn tập lại một số kiến thức có liên quan tới bài học. Và nội dung thứ hai, cô sẽ hướng dẫn các em xây dựng bảng nhân 6. Nào, chúng ta cùng bước vào nội dung đầu tiên, ôn tập lại một số kiến thức để các em có thể dễ dàng xây dựng được bảng nhân 6. Các em có nhớ một số nhân với 1 thì sẽ như thế nào không? À, đúng rồi, một số nhân với 1 thì sẽ bằng chính số đó. Ví dụ như 2 x 1 bằng 2, 3 x 1 bằng 3. Một kiến thức nữa đó là tổng của các số hạt bằng nhau có thể chuyển thành các phép tính nhân. Hoặc ngược lại, từ một phép tính nhân có thể chuyển thành tổng các số hạt bằng nhau. Ví dụ, 2 cộng 2 cộng 2 bằng 2 x 3 bằng 6. Hoặc ngược lại, 2 x 3 sẽ bằng 2 cộng 2 cộng 2 và bằng 6. Như vậy là cô và các em đã cùng ôn tập lại một số kiến thức ta đã học trong chương trình toán lớp 2. Bây giờ chúng ta cùng bước vào xây dựng bảng nhân 6 các em nhé. Cô có tấm bìa. Trên tấm bìa này có các chấm tròn. Các em thử đếm xem có bao nhiêu chấm tròn nào. À đúng rồi, trên tấm bìa có 6 chấm tròn. Vậy 6 được lấy một lần, ta có phép tính 6 x 1 bằng 6. Cô có tiếp hai tấm bìa và trên mỗi tấm bìa này cũng có 6 chấm tròn. Vậy là 6 được lấy 2 lần, cô có cách tính 6 x 2. Làm thế nào để ta có thể tìm được kết quả của cách tính 6 x 2? À, em có thể chuyển cách tính nhân này thành tổng các số hạt bằng nhau. 6 x 2 bằng 6 cộng 6 bằng 12. Ngoài ra, ta cũng có thêm một cách khác, đó là các em áp dụng tính chất. Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Vậy 6 x 2 sẽ bằng 2 x 6 và bằng 12. Cô có tiếp 3 tấm bìa và mỗi tấm bìa này cũng có 6 chấm tròn. Vậy là 6 được lấy 3 lần, cô có cách tính 6 x 3. Ta làm thế nào để thực hiện kết quả của cách tính này? À, tương tự như 6 x 2, em cũng có thể tách các tính nhân 6 x 3 hay tổng các số hạt bằng nhau.
6 x 3 bằng 6 cộng 6 cộng 6 bằng 18. Ngoài ra, em cũng có thể chuyển các thừa số trong một tích. 6 x 3 bằng 3 x 6 bằng 18. Ta còn cách nào nữa không? À, cô giới thiệu với các em thêm một cách nữa nhé. 6 x 3 có nghĩa là 6 được lấy 2 lần và thêm 1 lần nữa. Vậy thì cô sẽ viết 6 x 3 bằng 6 x 2 cộng 6 và bằng 12 cộng 6 bằng 18. Vậy là chúng ta đã lập được 3 cách tính trong bảng nhân 6. 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 6 x 3 bằng 18. Trong chương trình toán lớp 2, các em đã được học về bảng nhân 2 đến bảng nhân 5. Thì các em cũng biết rằng khi ta lập bảng nhân nào thì thừa số đầu tiên sẽ là số đó. Và thừa số thứ hai là các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 10. Vậy thì ta sẽ có các cách tính tiếp theo trong bảng nhân 6 như sau. 6 x 4, 6 x 5, 6 x 6, 6 x 7, 6 x 8, 6 x 9 và cuối cùng là 6 x 10. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tìm được kết quả của các cách tính nhân này? À, chúng ta đã có các cách thứ nhất, đó là chuyển phép nhân thành tổng các số hạt bằng nhau. Tuy nhiên, nếu làm theo cách này thì các em sẽ rất mất thời gian. Cách thứ hai, đó là ta đổi chỗ các thừa số trong một tích. Nếu làm theo cách này thì em chỉ có thể tìm được kết quả của cách tính 6 x 4 và 6 x 5. Bởi vì chúng ta mới học tới bảng nhân 5. Vậy, ta còn một cách nữa. Khi các em tìm hiểu về cách tính 6 x 3, cô đã giới thiệu cho các em 6 x 3 có nghĩa là 6 được lấy 2 lần và thêm 1 lần nữa. 6 được lấy 2 lần, ta đã có kết quả là 12. Lấy thêm 1 lần nữa thì ta lấy 12 cộng 6 và ra được kết quả là 18. Tương tự như vậy, 6 x 4 nghĩa là 6 được lấy 3 lần rồi lấy thêm 1 lần nữa. Vậy em sẽ lấy kết quả của cách tính 6 x 3 là 18 cộng thêm 6 để ra được kết quả của cách tính 6 x 4 bằng 24. Tương tự với cách làm trên, ta thực hiện tiếp cách tính 6 x 5. 6 x 5 nghĩa là 6 được lấy 4 lần và lấy thêm 1 lần nữa. Ta sẽ lấy kết quả của cách tính 6 x 4 là 24 cộng thêm 6 và bằng 30. Các em làm theo cách tương tự để ra được kết quả của cách tính 6 x 6 bằng 36. Các em thử tìm tiếp giúp cô kết quả của các cách tính còn lại nào. À, vậy ta sẽ có tiếp 6 x 7 bằng 42, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54 và 6 x 10 bằng 60. Vậy là chúng ta đã lập xong bảng nhân 6 rồi đấy các em. Các em có thể thấy kết quả của các số trong bảng nhân 6 là một dãy số thêm vào 6 đơn vị. Chúng ta cùng đọc lại bảng nhân 6 các em nhé. 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 6 x 3 bằng 18, 6 x 4 bằng 24, 6 x 5 bằng 30, 6 x 6 bằng 36, 6 x 7 bằng 42, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54 và 6 x 10 bằng 60. Xây dựng được bảng nhân 6 rồi, tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các em một mẹo rất là nhanh để giúp các em học thuộc được bảng nhân này nhé. Các em đã biết thừa số thứ nhất trong bảng nhân 6 là số 6. Thừa số thứ hai trong bảng nhân 6 là các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 10. Vậy khi học vế bên tay trái của cách tính nhân rất là dễ dàng đúng không các em? 6 x 1, 6 x 2, 6 x 3 đến 6 x 10. Vậy để học nhanh thì các em sẽ học cho cô kết quả của cách tính nhân. Cách học như sau, các em có thể chia nhóm các số này thành nhóm 4 số, 3 số và ta học từng nhóm. Sau khi thuộc rồi, ta đọc hết dãy số này. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Lặp đi lặp lại nhiều lần cho tới khi em thuộc lòng được dãy số. Vậy là cô đã hướng dẫn các em
thành lập được bảng nhân 6 cũng như học thuộc lòng được bảng nhân 6. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra lại xem các em đã học thuộc lòng được bảng nhân 6 như thế nào. Mình đã học thật kỹ chưa nhé? Mời các em chơi một trò chơi nhỏ sau đây. Cô có các phép tính trong bảng nhân và các em sẽ có thời gian là 2 đến 3 giây để trả lời các phép tính này. Nếu em trả lời đúng, tức là em đã thuộc rất là kỹ bảng nhân và cô tin như các em nhé. Nào, các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Phép tính đầu tiên, 6 x 4 bằng 24. 6 x 6 bằng 36. 6 x 8 bằng 48. 6 x 1 bằng 6. 6 x 3 bằng 18. Ta tiếp tục. 6 x 5 bằng 30. 6 x 9 bằng 54. 6 x 2 bằng 12. 6 x 7 bằng 42. 6 x 10 bằng 60. 0 x 6 bằng 0. 6 x 0 bằng 0. Cô chúc mừng những bạn đã trả lời chính xác hết tất cả các kết quả của các phép tính nhân trong bảng nhân 6 nhé. Cô lưu ý với các em, trường hợp hai phép tính nhân cuối cùng 0 nhân với 6 và 6 nhân với 0. Khi ta lấy 0 nhân với một số hoặc là một số nhân với 0 thì kết quả luôn luôn bằng 0 các em nhé. Vậy là cô đã hướng dẫn các em xây dựng bảng nhân 6 và làm bài tập vận dụng. Bây giờ chúng ta cùng đọc thuộc lòng lại một lần nữa bảng nhân 6 các em nhé. 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 6 x 3 bằng 18, 6 x 4 bằng 24, 6 x 5 bằng 30, 6 x 6 bằng 36, 6 x 7 bằng 42, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54 và 6 x 10 bằng 60. Các em hãy thuộc lòng lại bảng nhân 6 này thật là kỹ để chúng ta có thể vận dụng chính xác khi thực hiện tính toán các em nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô hy vọng rằng lời giảng của cô cùng với sơ đồ đã giúp các em học thật nhanh, nhớ thật lâu kiến thức của bài học này. Xin thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn. Em chào thầy. Em chào thầy Mai. Con chào thầy. Rồi, xin chào nhật trường. Xin chào Thảo Nguyên, xin chào Hữu Lương Công Lý nha. Em chào thầy Mai. Chào Tiến Pháp, chào Quyên, chào Quyên. Chào Quyên nha, xin chào Chiêu Dương hả? Xin chào thầy. Chào Nhật Giang. Xin chào Bảo Hân. Chào cô Nhớ nha. Xin chào Thành. Ok, chào Như Quỳnh nha. Chào con. Xin chào Minh Phượng. Chào Viên Phương nha. Xin chào Hà Thu. Chào Trà My. Xin chào Đông Sang. Chào Nhật Giang nha. Chào Huy. Chào tất cả mọi người, chào Đức Vinh, chào Ngọc Duyên, chào Kim Thoa. Ok, chào Minh Phượng, chào Minh Đức nha. Các bạn chưa mở camera, chúng ta mở camera lên. Chào cô Mai. Ok, Dương, xin chào, hello. Hôm nay các bạn khỏe không? Chỗ thầy nó hơi ồn tí, các bạn thông cảm nha. Xin chào Minh Đức. Chào Phúc Hoa nha. Xin chào Trí Tuệ. Chào Huy Hùng. Minh Phước, xin chào Minh Hoàng, xin chào Nhất Giang. Ok, chào Thanh Ngọc, chào tất cả các bạn. Rồi, rất vui hôm nay được gặp các bạn ha.
Chúc cho các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui. À, buổi tối vui vẻ. Ok. À, Minh Phượng có khỏe hả? Tốt rồi. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh ha. Tập thể dục đều đặn mỗi ngày nha. Đó là cho thầy hỏi ai những ai tập thể dục mỗi ngày đều đặn nhắn cho thầy số 1. À, ai thường xuyên tập thể dục nhắn số 1. Ai không tập nhắn số 0. Còn ai mà bữa mà tập bữa thì nghỉ thì nhắn số 2. Rồi nhắn lên thầy xem. À, Kim Thoa, Nhật Thường, Bảo Hân, Minh Luân, Trầm My, Đông Sang, tuyệt vời. Như Dương, Như Quỳnh. À, Minh Phước, Trần Văn Thành, Tiến Phát. Rồi Hữu Luân. À, thì tới có một người không là ai vậy? Ai đây? Ai là Hoàng Phúc Khoa, Thanh Ngọc không luôn hả? Rồi Phúc Khoa với Thanh Ngọc. Chúng ta nhắn một lần thôi nha con. Chúng ta nhắn một lần thôi. Phúc Khoa đâu rồi? Phúc Khoa mở mic thì xem. Phúc Khoa đâu rồi? Ủa thầy, thầy về thầy nào hả thầy? Sao con? Bạn mới vừa vô thầy bây. Phúc Khoa mở mic cho thầy xem nào. Phúc Khoa đâu rồi con? Không tập thể dục luôn hả? Dạ. Sao vậy? Con không tập thể dục luôn hả? Dạ con lười lắm. Sao con? À, cố gắng tập thể dục đều đặn mỗi ngày nha. Dạ. Đi không? Thầy, thầy tập cái gì thầy? Sao con? Tên gì vậy? À, chưa biết tên thầy hả? Ok, xin lỗi. Thầy sẽ giới thiệu lại cho một số bạn mới ha. Chào tất cả mọi người. Thầy tên là Dương Hoàng Bi. À, ba từ để nói với thầy là hiếu thảo, chân thành và năng lượng. Xin mọi người cổ vũ cho thầy. Ok, cảm ơn các bạn. Hình như thầy thấy có cô Kim Anh thì phải. Chào cô Kim Anh nha. Xin chào. Cô nhớ thế nào rồi? Cô nhớ đã khỏe chưa? Cũng đỡ đỡ rồi. Chào cô Thùy nha. Chào cô Thùy. Baby. À, cảm ơn cô Thùy rất nhiều. Xin chào cô Kim Anh nha. Xin chào cô Mai Mai. Rồi bây giờ chỗ thầy đã có hơi ồn một tí, thầy xin mời lên đây lên sóng. Cô Kim Anh sẽ giao lưu và sinh hoạt cùng các bạn nha. Xin mời cô Kim Anh, một người rất tuyệt vời, rất năng lượng và yêu thương. Xin mời cô Kim Anh nha. Cô Kim Anh mở mic, cô Kim Anh mở mic nha. Cảm ơn cô. Xin hân hoan chào đón tất cả các bạn hiện tại đang có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Lời đầu tiên thì cô Kim Anh xin gửi lời chào đến thầy Bi này. Chào đến tất cả các con này và các cô đang có mặt trong phòng Zoom. Lời chào thân thương nhất. Và chúng ta bài học đầu tiên mà ngày hôm trước, buổi trước chúng ta học đó là bài này tập gì nhỉ các con nhỉ? Đó là mỉm cười phải không ạ? Cho nên là cô rất là mong muốn tất cả các con chúng ta hãy mở camera lên và chúng ta cùng cười với nhau nào, được không? Rồi, bạn nào cũng có thể cười một nụ cười đẹp nhất nha. Tất cả các kiểu dáng, cười 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 kiểu gì cũng được. Rồi, và thầy Bi ơi, cô Kim Anh nhờ thầy Bi chụp cho tất cả các bạn một tấm hình thật là đẹp nha. Nào, phòng Zoom của chúng ta còn bạn nào chưa mở cam không nhỉ, để cô coi xem nào. Ồ, vẫn còn một số bạn ở Zoom không chưa có mở, nên là nếu vậy thì mình lên hình mình sẽ không có đẹp và cách như cái thứ nhất này. Cái thứ hai nữa là bài học của chúng ta tuần trước chúng ta học là về chào hỏi đúng không? Mà bây giờ không mở cam thì làm sao mà chào hỏi nhau được đây? Cô đâu có biết bạn nào đâu mà cô chào nhỉ? Đó. Ồ, cô thấy tất cả các cam các bạn mở này, bạn Bình An này, bạn Kim Thoa này, Nhật Trường này, Hà Thu này, Phúc Khoa này, Hữu Luân này, Đức Vinh này, Quyên Lương này, Nhật Giang này, Phú
Phương này, Như Quỳnh này, Ngọc Thủy này, Trà My này, Ngọc Duyên này, Huy này, Chiêu Dương này, Minh Đức này. Ồ, cô chào tất cả các con nha. Nào, thầy Bi đã quay trở lại về phòng Zoom rồi. Bây giờ các con hãy cười đi, cười thật đẹp để cho thầy Bi chụp cho các con một tấm hình thật là đẹp nha. Rồi, các con cười nào. Rồi, cảm ơn cô Kim Anh rất nhiều. Và thầy xin mời tiếp theo một người nữa, là một người phụ huynh rất là tuyệt vời và cũng là một người giáo viên. Xin mời cô Thùy Phùng. Xin mời cô Thùy lên chia sẻ và giao lưu cùng các bạn trong lớp đánh thức tiềm năng não bộ của chúng ta. Xin mời cô Thùy. Em xin chào cô Mai, chào thầy Vi, chào các cô, chào các con. Chị Ngọc Thùy ơi, chị mở mic lại ạ. Dạ, tín hiệu chưa có được, nghe được ạ. Dạ, nghe được chưa cô Mai? À, được rồi cô. Dạ. Dạ, em xin chào cô Mai, chào thầy Vi, chào cô Xuyến, chào các cô, chào các con. Em tên là Phùng Thị Ngọc Thùy. Hiện đại tại Công ty Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa? Em hỏi là cái mic có nghe được không cô? Dạ được ạ. Rồi, hiện tại em đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ba từ để nói về tôi là yêu thương, chân thành và ham học hỏi. Xin mọi người hãy cổ vũ cho tôi. Ngày hôm nay em rất là vui. Các con thầy mong các cô, các thầy và các con cùng nhau học thật là vui, thật năng lượng. Xin hết ạ. Dạ, quyết định rồi, chị Thùy ạ. Các con của chúng ta vào đây là điều đó là cho thấy là các con là những người năng lượng này, các con là những người dám thay đổi này, và nhất định các con sẽ là những hiền tài, đó là những thanh thiếu niên xuất chúng. Các bạn sẽ biết là hiếu thảo, trung thực này, tự tin, tự lập, tự học này, phải không tất cả lớp chúng ta? Rồi, bạn nào ngày hôm nay mình đã thực hành bài tập mỉm cười ngày hôm trước mà đã được cô Kim Anh hướng dẫn rồi. Tức là mình gặp người thân của mình này, mình gặp những người xung quanh mình này, gặp bạn bè, gặp thầy cô. Cho dù là người đó mình thích hay là mình không thích thì mình cũng đều mỉm cười. Nào, bạn nào đã làm được rồi comment vào phần chat cho cô số 3 yêu thương nào. Wow, cô thấy rất nhiều số 3 như Quỳnh này, Phạm Nhật này, Minh Phước này, Trà My này, Tú này, Hà Thu này, Nhật Giang này. Ồ, tuyệt vời quá, cô cảm ơn tất cả các con nha. Thì các con thấy là khi mà mình mỉm cười như vậy á, thì các con thấy tuyệt vời không? Không cần mình là mình đẹp trai hay mình đẹp gái này, mình học giỏi hay là mình có tài năng gì này. Chỉ cần người xung quanh nhìn thấy mình này mà mình nở một nụ cười này thì mình đã được mọi người yêu quý rồi, phải không các con? Rồi, đó, như khi vào phòng Zoom như thế này, cô Kim Anh được gặp tất cả các con này, bạn nào cũng mở cam hết này. Điều đó cho thấy là các con là cực kỳ năng lượng rồi, các con cực kỳ yêu thương rồi này. Và thứ ba nữa là các con cười rất là đẹp luôn. Các con đã áp dụng bài tập số 1 rất rất tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến bài tập thứ hai, bài học thứ hai mà thầy Nguyễn Phùng Phong dạy cho các outlier. Và các con, mặc dù là chưa ở trong cộng đồng của thầy Phong, nhưng mà các con cũng được tất cả những cái gì mà thầy Phong chia sẻ dạy cho các bạn hiện tại thì các con cũng được học từ thầy thông qua các cô ở trong phòng Zoom. Và ai trong số của các con cũng mong muốn là chúng ta sẽ là những người được mọi người xung quanh yêu mến này. Khi mà chúng ta vừa học giỏi rồi này, chúng ta vừa học hành chăm chỉ này, mà chúng ta được mọi người yêu mến nữa, thì các con thấy có tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời lắm đúng không các con? Rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ đi vào bài tập thứ hai. Bài thứ hai trong 11 bài tập để người khác yêu thương mình. Thì ngày hôm nay các con sẽ đến với
bài tập mới. Rồi các con chờ cô xem màn hình nha. Rồi các con đã nhìn được màn hình cô Kim Anh Xe chưa? Bạn nào mà nhìn thấy màn hình của cô Xe rồi á, thì gật đầu đi cho cô biết nào. Các con nhìn thấy màn hình cô Xe chưa? À, rồi, cô cảm ơn Như Quỳnh nha. Trước khi đi vào bài học mới thì chúng ta sẽ ôn lại bài tập buổi trước ha. 11 bài tập để giúp cho các con được người khác yêu mến. Thứ nhất đó là bài tập mỉm cười. Thì lý do của chúng ta phải mỉm cười đó là chúng ta mỉm cười thì không cần phải có lý do gì, vui mới phải cười hoặc có buồn cũng cười gì hết, mà các con phải mặc định ở trong não bộ của mình là não bộ của mình sẽ hiểu là khi các con cười thì não bộ nó hiểu là chủ nhân của nó đang vui. Cho nên các con bài học đầu tiên các con cần phải cười, đó là cười rồi mới vui ha. Chứ không phải là ồ cô ơi con có niềm vui thì con mới cười. Không phải là như vậy ha. Não bộ của mình hoạt động dựa trên nguyên tắc là nó thấy chủ nhân của mình cười. Nó không phân biệt được là chủ nhân mình vui cười, vui thật sự hay là không vui hay là giả bộ cười hết. Thì nó chỉ cần thấy là mình cười một cái thì não bộ của mình nó hiểu là mình đang vui. Cho nên là nó tiết ra endorphin và các con cảm thấy trong người là phấn khởi lên, vui vẻ hơn ha. Và khi các con cười rồi thì các con sẽ làm cho mọi người xung quanh các con dễ chịu. Khi các con gặp một người nào đó, cho dù là các con quen biết này hay là các con chưa quen biết, nhưng mà người đó mỉm cười với các con thì các con thấy ồ, dễ thương đúng không? Chứ còn một người nào mà cái mặt lúc nào cũng chủ bộ như cô Kim Anh vào lớp, cô Kim Anh nhìn các con thế này, các con có thích không? Hay là các con thích là cô Kim Anh chào tất cả các con nha, hôm nay các con có khỏe không? Các con có gì vui không? Các con thích hơn đúng không? Rồi, và cái thứ ba nữa là khi mà các con cười thì cơ thể của các con sẽ rất là thoải mái đúng không? Đôi mắt của con sáng lên, thần thái của con thì toát lên cái nét vui vẻ để ấn tượng này. Thì người gặp con người ta thấy ồ cô bé này rất là dễ thương, không cần biết là mình là người như thế nào, chỉ cần biết là nhìn thấy nụ cười là người ta đã yêu thương mình rồi ha. Rồi, hôm nay mình sẽ đến bài tập tiếp theo, bài tập thứ hai đó là chào hỏi. Con chào hỏi tất cả những người mà con gặp hàng ngày. Không phải là chỉ có ba mẹ mình, anh chị em mình, ông bà mình, cô bác mình thì mình mới chào hỏi. Tất cả những người con gặp trong ngày, con đều cúi đầu và con mỉm cười nhẹ và con chào. Các con nhớ nha, bài tập thứ nhất mình đã học là mỉm cười rồi. Bài tập thứ hai là mình kết hợp hai bài tập với nhau, mình vừa mỉm cười và mình chào hỏi. Tất cả những người các con gặp trên ngày, trong ngày thì các con mỉm cười, các con gật đầu nhẹ xuống và các con chào. Ví dụ như là các con ra khỏi ra thang máy này, các con gặp những người hàng xóm của mình bước vào cùng thang máy này thì con giữ thang máy và mọi người bước vào thì con gật đầu nhẹ, con cúi đầu xuống, con mỉm cười và con chào. Hoặc là con đi xuống dưới, con gặp bác lau bảo vệ này, cô lau công này. Thì tất cả những người đó là các con chào hỏi, chứ con không có khinh thường ở những người này làm những cái công việc không cao quý. Thì các con không chào hỏi và các con không lễ phép. Rồi đi lên trường, gặp chú bảo vệ này, gặp cô lau công này, hoặc là gặp người đưa thư này, gặp người đổ rác này. Tất cả những người này là các con chào hỏi. Chứ không phải là mình thấy ồ ôi đi qua cái chỗ cô lao công này mình thấy cái cô làm cái công việc đó không có thích lắm, hàng ngày là các cô phải dọn dẹp, các cô làm công việc rất là vất vả, thế mình chê hôi này, mình chê công việc không cao quý là mình không chào hỏi, mình bỏ đi, như vậy là không tốt nha con nhé. Thầy Phong đã dạy cho các con rồi, dưới cái gầm trời này thì mọi ngành nghề đều cao quý như nhau, nhưng khác nhau là ở thu nhập và khác nhau ở cái thái độ người ta đối với mình. Nếu không có những bác lao công, những cô bác bảo vệ, cô lao công mà làm những cái công việc đó cho chúng ta thì cuộc sống của chúng ta ai làm cho chúng ta những việc này đúng không các con? Đó, cho nên là
khi trong ngày các con gặp bất kỳ ai để bác bảo vệ này, cô lao công này, thầy cô, bạn bè, người thân trên trường, cho dù là những người mà các con chưa từng gặp, các con gặp người lạ ở trong thang máy hoặc các con gặp một người nào đó đến trường của chúng ta, vào lớp của chúng ta, thì các con hãy mỉm cười và gật đầu nhẹ xuống các con chào hỏi. Và có nhiều bạn thì không biết cách xưng hô để chào hỏi, đúng không? Đúng. À, người nào thì mình chúng ta có thể chào là bác này, chào là cô này, chào là dì này, chào là anh là chị này. Thì vào những cái trường hợp cụ thể như thế này các con không biết thì các con có thể hỏi bố mẹ của mình, hỏi thầy cô của mình hoặc hỏi thầy bạn bè của mình. Và một cái điều cô thấy là các con có thể tự học hỏi được bằng cách là quan sát. Bây giờ thì là thời đại công nghệ phẳng, đúng không? Các con coi trên TV này, các coi trên Internet này, thì các con quan sát xem là ở trong, hoặc là các con đọc sách, ở trong các câu chuyện thì các con để ý, các con quan sát xem là các bạn nhỏ khi mà xử lý các tình huống chào bác, chào chú, chào cô, chào anh, chào chị, các con quan sát thì con sẽ tự phân biệt được người nào các con chào là bác, người nào thì chào là chị, người nào chào là anh, người nào chào là em, đúng không? Rồi, và bài tập ngày hôm nay của các con sẽ thực hành trong 21 ngày. Bất kể các con gặp ai trong ngày thì các con đều mỉm cười và các con gật đầu chào ha. Được không? Bạn nào thấy là bài tập này mình có thể thực hành được mỗi ngày, vui cũng làm, buồn cũng làm, nắng cũng làm, mưa cũng làm, ngày thường cũng làm, chủ nhật cũng làm, thì comment cho cô Kim Anh số 10 coi. Nào, bạn nào có thể thực hành được bài tập vừa mỉm cười và vừa chào hỏi được thì comment vào phần chat cho cô Kim Anh số 10 nha. Nào, để cô coi phần chat. Rất nhiều các bạn đã cam kết làm này. Bạn Ngọc Thủy này, Kim Thoa này, Ngọc Duyên này, Phượng Quýt này, Nguyên Lương này, nhiều bạn quá mà phần chat nó chạy nhanh quá, cô Kim Anh chưa kịp đọc hết tên nhé các con nhé. Nhưng mà các cô đã nhìn thấy tất cả các con ở trong phòng Zoom này, các con đã cam kết là mình làm rồi. Và sau 21 ngày thì các con coi xem là cái thói quen này mình tự nhiên mình được hình thành một cách nhẹ như là hơi thở, giống như là buổi sáng các con ngủ dậy thì các con phải đánh răng, rửa mặt, đúng không? Đó thì các con phải ăn cơm, khác các con phải uống nước. Thì tự nhiên cái việc chào hỏi này và các việc mỉm cười này, các con thấy nó tự nhiên nhẹ giống như là những cái việc hàng ngày các con làm vậy á. Gặp ai chúng ta cũng có thể nở một nụ cười nhẹ được, gặp ai chúng ta cũng thể chào hỏi được, đúng không? Rồi và cô Kim Anh sẽ cho các con coi một cái video nhỏ này ha. Cái video này á thì cô coi thì cô thấy cũng rất là tuyệt vời. Khi mà mình càng thấm thía cái câu nói là cho đi là còn mãi, tức là các con hãy cho người khác nụ cười của mình này, chào hỏi của mình này. Một ai đó khi mà gặp các con mà họ nhận được nụ cười của các con, nhận được câu chào hỏi của các con thì họ thấy rất là vui, họ rất là hạnh phúc. Và nhiều khi nó còn có một cái điều vi diệu mà các con không thể tưởng tượng nổi, các con thông qua cái video này nha. Rồi, ai thích nghe video của cô Kim Anh chiếu bây giờ comment số 10 cho cô nào. Có bạn nào thích coi video không? Dạ có. Rồi, cô đã thấy rồi. Rất là tuyệt vời. Rồi, để cô sẽ mở cho các con coi ha. Bạn nào nghe được âm thanh rồi thì vẫy tay cho cô biết nhé.
ai trong số các con ngồi đây đã nghe hoàn chỉnh video cô Mô Kim Anh mới vừa share? Giơ tay vẫy vẫy cho cô biết nào. Các con nghe, các con thấy được âm thanh hình ảnh ok phải không các con? Đó, các con thấy không? Trong cuộc sống này có rất nhiều những điều vi diệu xảy ra, đúng không ạ? Đó là dạy cho chúng ta một bài học là các con hãy yêu thương những người xung quanh mình này, tôn trọng những người xung quanh mình này. Và một cái điều mà các con có thể làm được mặc dù các con còn nhỏ lắm là các con hãy mỉm cười, các con hãy chào hỏi, cho đi những cái mà các con đang có, đúng không? Những cái này bên trong mỗi các con đều đã có rồi, chỉ có điều là cái này nó chưa được đánh thức thôi, các con chưa biết thôi. Nhưng mà từ ngày hôm nay các con đã được biết rồi, là để cho người khác yêu thương mình này, và để mình yêu thương người khác là mình tôn trọng người khác này, thì bài tập, hai bài tập này nhất định các con phải làm trong suốt hành trình sống của mình. Bài thứ nhất đó là mỉm cười, rồi gõ vào phần chat cho cô Kim Anh. Bài tập thứ nhất là mỉm cười và bài tập thứ hai là chào hỏi ha. Rồi tất cả các con ngồi trong phòng Zoom này, chúng ta có cam kết là trong 21 ngày chúng ta sẽ làm bài tập nha, chúng ta sẽ thực hành luôn. Không, chúng ta không nói là bài tập nữa, học nhiều quá rồi, làm bài tập nhiều rồi chán đúng không? Chúng ta hãy cho chơi một trò chơi này, chúng ta có thử thách này là mỗi ngày chúng ta làm, chúng ta mỉm cười, chúng ta chào hỏi, chúng ta thử thách bản thân của chúng ta xem 21 ngày chúng ta có làm đều và liên tục không nha. Rồi bạn nào cam kết làm thì comment vào phần chat cho cô Kim Anh số 10 nha. Chúng ta cam kết là làm nha, nói là làm nha, đúng không? Vui cũng buồn, làm cũng buồn, nắng cũng làm, mưa cũng làm cho cô ha. Rồi cô cảm ơn tất cả các con, yêu thương tất cả các con, là các con đã đón nhận bài để học này từ thầy không, và các con cam kết các con thực hành rất là tuyệt vời. Và bây giờ cô xin nhường lại để cô xuyến lên sóng với các con nha. Bây giờ cô xin mời tất cả bàn tay của các con đâu, các con hoa tay của các con đâu rồi nào, tất cả các con mở cam nhé, chúng ta cùng chào đón cô Xuyến đến với phòng Zoom của chúng ta. Một tràng hoa tay nào, các con hoa tay đây. Rồi xin chào cô Xuyến ạ, mời cô. Cảm ơn cô Kim Anh rất nhiều, tất cả các con comment là cảm ơn cô Kim Anh ạ. Cô chào Như Quỳnh nha, cô chào Nhật Trường, chào Hữu Luân, chào Viên Phương, chào Viên Trương, cô chào Văn Thành nè, chào Lã, chào Hoàng Phúc, chào bạn Nhật Giang, và chào một bạn có cái tên là không biết đường đâu, Alex. Cô mời Alex đổi tên được không? Cô mời, cô chào chào My nha, chào Ngọc Huyền, chào Bảo Hân, em chào chị Thùy. Chào các cô trong lớp, chào cô Mai, chào cô Kim Anh, chào cô Nhớ, chào tất cả các cô. Rồi. Chào Hà Thu nha, nhiều quá, cô chào chúc chung tất cả các con ha, chào Đông Sen ha, chào Tiết Lam. Rồi, bây giờ ai sẵn sàng đố vui với cô, vẫy tay. Rồi, chuẩn bị nha, ai trả lời được câu hỏi con sẽ ghi điểm anh phần của thầy Bi nha. Một câu thôi ha, một câu thôi, chuẩn bị. Nắng mai đang cho em bỏ bạn một niềm mơ với người đã bỏ. Cô đó tất cả các con, não phải đâu quay về. Não phải đâu, tưởng tượng. Não phải đâu quay về. Cô đó tất cả các con, ai có nhà di động đầu tiên? Ai có nhà di động đầu tiên? Trời ơi, hay vậy? Ôi, quá hay, Quân Thị quá hay. Còn ai nữa không? Ai có nhà di động đầu tiên? 5, 4, ôi đúng sáng hay vậy? 3, 2, 1, hết giờ. Một cánh tay duy nhất, hai cánh tay, cô mời Đông Sang. Dạ thưa cô là chú Quỳnh. Trước khi trả lời giới thiệu con đi nè. Con tên là Phạm Đông Sang, học sinh lớp 4B, trường Nguyễn Kim 1. Ba Tư nói về con là thông minh, tự tin trong chị. Xin mọi người cổ vũ cho con. Thì quá, câu đó trả lời của con là gì? Là chú Cụi, cô. Là ai? Chú Cụi.
Chú cười, hay quá, cho Đông Sang chào vỗ tay. Quá xuất sắc. Nhưng nhiên, chưa chính xác với đáp án của bé. Cười. Trời ơi, Nhật Trường nó wow kìa. Có cơ hội hả Nhật Trường? Đâu có mời Nhật Trường. Trời ơi, nó wow, nó mừng quá. Chào trả lời chính xác. Đó quá. Là Robot Sơn. Robot Sơn. Chính xác không cả lớp? Cả lớp chính xác không vậy? Trời ơi, cô mời một cánh tay nè, Nhật Giang. Chính xác không Nhật Giang? Nhật Trường trả lời đúng không? Cô là chính xác. Đúng chưa Tường An? Đúng không Tường An? Dạ thưa cô là đúng. Hay quá, cho tất cả các bạn tràn pháo tay. Và cảm ơn Nhật Trường. Nhật Trường là người được nhận điểm ngày hôm nay nha. Cô chúc mừng Nhật Trường. Rồi chúng ta hết thời gian rồi, chúng ta chỉ một câu thôi được không? Rồi, hôm nay chúng ta có những bạn mới, cô mời các bạn đó giới thiệu về mình trong vòng 2 phút nha. Mỗi bạn 30 giây, mỗi bạn 5 giây ha. À, cô mời bạn Như Ý. Cô mời Nguyễn Ngọc Như Ý. Như Ý nghe cô gọi con không? Dạ cô. Cô thấy con mới nè, giới thiệu về con nha. Dạ. Con tên là gì, học lớp mấy? Dạ, con tên là Nguyễn Ngọc Ba Như Ý. Con là gì? Dạ. Con tên là gì, lớp mấy, ở đâu? Ba từ để nói về con là gì? Dạ, con tên Nguyễn Ngọc Như Ý. Con ở số 5 thôn 6, ở xã Huy Khiêm, một Bánh Linh, Bình Thuận. Con học lớp 3B. Con là tốt bụng, hiếu thảo và thông minh cô. Xin mọi người cổ vũ cho tôi. Xin mọi người cổ vũ cho con. Hay quá, cho Như Ý tràng pháo tay nè. Các con nghe giới thiệu là biết Như Ý lần đầu đúng không? Như Ý rất tuyệt vời, rất là mạnh dạn ha, rất là to rõ. Bây giờ cô mời một bạn giới thiệu cho Như Ý nghe. Như Ý sẽ lần sau Như Ý sẽ làm thật là tuyệt vời được không Như Ý ha? Dạ. Cô cảm ơn Như Ý nè. Cô mời Lê Quỳnh Tiến Phát. Dạ cô. Xin chào mọi người, mình là Lê Quỳnh Tiến Phát. Ba từ để nói về mình là hiếu thảo, chăm chỉ, thích khám phá, mong mọi người cổ vũ cho mình. Hay quá, rất tuyệt vời, cảm ơn Tiến Phát rất nhiều. À, tiếp theo nha, bạn mới của ngày hôm nay, một bạn nhỏ tuổi nhất lớp mình, cô mời Tiết Lam. Chào tất cả mọi người, con tên Ba Tiết Lam, ba từ để nói cho con, không bao giờ lại giúp con người cho con. Trời ơi, cưng quá hà, nhỏ nhất lớp luôn đó mà chỉ lanh ra kìa, con học lớp mấy? Con học lớp 1. Nhưng học lớp 1 ha, rồi camera của con xích xuống tí xíu được không? Đúng rồi, ai thấy Tiết Lam dễ thương, comment chữ dễ thương nè. Cưng không chịu nổi luôn, chỉ mới có lớp 1 thôi đó, mà chỉ lanh vậy đó. Rồi, cô mời một bạn nữa mới nữa thôi nha. Chúng ta mỗi buổi cô sẽ mời các bạn mới giới thiệu để chúng ta cùng làm quen với lớp nha. Cô mời Thảo Nguyên. Thảo Nguyên ơi, Thảo Nguyên. Rồi, mời Thảo Nguyên. Bật mic đi con. Cô. Cô chào con. Con giới thiệu về con đi nè. Con tên gì, lớp mấy, ở đâu, ba từ để nói về con là gì? Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Thảo Nguyên, em học lớp 3B. Em ở... Em ở sống 3 thôn 2. Học trường tiểu học Huy Khiêm 1. Ba từ để nói về con là gì? Ba từ nói về con là hiếu thảo, chân thành, yêu thương được không? Dạ được.
Rồi con nói lại cái nè, ba từ để nói về tôi là Hiếu Thảo. Hiếu Thảo. Chân thành. Chân thành. Yêu thương. Yêu thương. Xin mọi người cổ vũ cho tôi. Xin mời mình cổ vũ cho tôi. Hay quá, khi mình nói mình nhìn vào các camera, nhìn vào các bạn trong lớp con nha. Cảm ơn Thảo Nguyên. À, gọi lên là viết người lần đầu, một người lần đầu nữa đây. Cô mời Mai Nguyên. Cô mời Mai Nguyên. Mai Nguyên con, cô gọi con không? Alo. Mai Nguyên ơi. Alo, alo, tổng đài gọi khẩn. Tổng đài gọi khẩn, Mai Nguyên âm tính bắt sóng bị có vấn đề. Cô mời. Cô mời một bạn hồi nãy vừa đưa tay đó là bạn Kim, Kim hay Kim đúng không? Ừ đúng rồi, cô mời Kim My. Cô mời Kim My nè. Dạ, dạ thưa cô, em tên Lê Thị Kim My, học lớp 3B. Em tên Lê Thị Kim My, học lớp 3B. Em ở Bình Thuận. Ba điều muốn nói với em là chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo. Xin mọi người cổ vũ cho, xin mọi người hãy cổ vũ cho em. Hay quá, cho mình. Ừ, trời ơi, cho Kim My chạy bó tay, thương quá. Lần đầu nói là nghe thương liền nha, là nghe biết lần đầu liền. Không có vấn đề, chúng ta mỗi buổi như vậy thì cô sẽ mời vài bạn, các bạn mới. Và các bạn, các con đã quen, chúng ta sẽ lên giới thiệu về mình. À, tập phong cách giới thiệu một cách tự tin nữa không? À, để sau này chúng ta đi giới thiệu, chúng ta tạo ấn tượng nha. Người ta nói cho, ồ, cô đó cô đứng lên một cái, các bạn đã đứng lên một cái, bạn đó đặc biệt quá ha. À, là thầy cô, bạn bè, mọi người sẽ nhớ tới mình ha. Rồi bây giờ chúng ta vào nội dung đặc biệt của ngày hôm nay. Ai sẵn sàng rồi? Comment chữ S, S nè. À, chúng ta học tích cực ha. Tất cả chúng ta ngồi trước camera. Các con học càng năng lượng ha. Thì cô Mai cô sẽ càng năng lượng. Cô sẽ truyền hết kiến thức cho các con ha. Rồi sẵn sàng. Bây giờ tất cả các con chuẩn bị. Bật mic lên. Rồi tay đâu, tay đâu. Bỏ tay một cái. Bỏ tay ba cái. Bỏ tay ba cái. Bỏ tay nhiều nhiều. Chào mừng cô Mai Thị Lệ Mai. Mời cô. Con có nghe con nói rõ không? À. Rồi, rất nhiều số 1 các bạn thì nghĩ lên. Cảm ơn các con rất nhiều, cảm ơn cô Tiết. Hôm nay chúng ta có nhiều bạn mới và mình đã được làm quen rồi. Thì các bạn đã bỏ lỡ một buổi nhưng không sao, thì chúng ta sẽ ôn tập lại nha. Ôn tập lại buổi đầu tiên chút xíu. Và cô muốn một điều á là chúng ta học tập thì mỗi ngày chúng ta học thêm một kiến thức mới, các con nên có một tập. Chúng ta có một cuốn tập để chúng ta có thể ghi lại những kiến thức mà mình đã học. Thì chúng ta học là rất là nhiều buổi thì thời gian sẽ trôi đi, chúng ta sẽ quên buổi đầu tiên chúng ta học gì. Chúng ta ghi lại những kiến thức ta học ngày hôm nay, ngắn gọn lại để sau chúng ta nhớ lại ha. Chúng ta sẵn sàng học tập với thái độ nghiêm túc và chúng ta sẽ hy vọng là mình sẽ đạt được kết quả sau khóa học để không lãng phí thời gian chúng ta ngồi ở các buổi tối ở trên lớp này nha. Màn hình bị đứng mà đợi tôi chút thôi. Hay quá, bữa hôm qua anh tê bữa hôm qua chú mà háo từ một cô báo. À, xin hỏi các con nghe màn hình bị đứng một chút à, để cô bắt đầu lại nha. Hãy
Mình hiểu bài chưa Tèo? Rồi, hôm trước chúng ta học chuyển dữ liệu thành hình ảnh rồi đúng không? Bây giờ bạn nào hãy giơ tay nói cho cô tại sao chúng ta phải chuyển dữ liệu thành hình ảnh nha. Rồi, trong tư thế sẵn sàng để mình trả lời câu hỏi nhanh của cô nha. Có hai bạn đã giơ tay rồi, tại sao chúng ta phải chuyển dữ liệu thành hình ảnh vậy? Bài trước mình đã phân tích ra, nói rất là kỹ cái vấn đề này. Rất nhiều bạn đang giơ tay luôn. Cô mời. Cô mời. Cô mời Đông Sang đi con. Cô mời Phạm Đông Sang. Con biết tại sao chúng ta phải chuyển dữ liệu thành hình ảnh không? Các bạn có hot đó, con hỗ trợ mở mic cho Đông Sang giúp cô nha. Không ạ, chỉ ở Facebook không? Thì đó chính là mình có thể làm công việc thôi ạ. Đó, đó là cái thứ nhất ha. Còn cái thứ hai tại sao mà Đông Sang nói đi Đông Sang. Vì sao ạ? Ơi, dạ thưa cô, về chuyển số quên là chúng ta sẽ dễ nhớ hơn cơ. À đúng rồi, bởi vì á hình ảnh nó dễ ghi nhớ hơn là các cái chữ số, ký hiệu. Cảm ơn Đông Sang rất là nhiều. Bây giờ chúng ta nói lại cho cô, bộ não chúng ta gồm có mấy phần nè. Câu thứ hai, bộ não gồm có mấy phần? Nhìn vô hình nè. Mình hiểu bài rồi mà kết hợp với nhìn vô hình nữa thì mình sẽ nói được bộ não gồm có mấy phần nha. Cô mời bạn. Cô mời. Để cô mời. Cô mời Thành đi Thành. Cô mời Thành. Con nói là bộ não gồm có mấy phần vậy Thành? À, bạn Thành đâu rồi mấy đứa ơi? Cô tắt mic rồi đó cô. Chờ xíu à. Cô mai mở mic lại cô nha. Cái mic của cô bị tắt vào hôm nay mạng nó cứ dập dần nữa. Rồi nhắc lại dùm cho cô á là bộ não chúng ta gồm có mấy phần vậy con? Để cô làm lại từ đầu nha. Cô như bỏ đi hết rồi làm lại từ đầu đi. Cô mời Bảo Trâm. Cho hai. Hai phần. Đó là não nào và não nào vậy con? Alo. Alo. Bảo Trâm ơi. Con. Alo Bảo Trâm ơi. Bảo Trâm thấy Bảo Trâm màn không ha?
Alo Minh Hoàng, con gọi em Minh Hoàng nha. Xin chào. Vì Ali bị mù. Dạ, trời ơi âm thanh hôm nay sao ghê vậy? Ghê. Hôm nay âm thanh rất là xấu. Ồ. Con cũng không nghe, còn nói cô cũng không nghe nữa. Rồi. Thôi, vậy là chúng ta bị trục trặc một chút về âm thanh rồi, không sao cả nha. Rồi, con kết luận luôn, màu nắng ra gần hai phần đó là nó trái và nó phải đúng không? Cho nên chúng ta phải chuyển dữ liệu các con số thành các cái hình ảnh ở bài trước mình đã học qua rồi đó. Rồi não trái nè, rồi não phải nè ha. Nên là chúng ta học cái chuyển dữ liệu cơ bản đó là các con số thành hình ảnh. Và cô đã cho các con làm bài tập rồi, hôm nay mình ôn lại một chút nha. Từ 00 cho đến số 03 là chúng ta thuộc hết đúng không? Vậy bây giờ chúng ta lên một tốc độ cao hơn. Cô mời một bạn nhắc lại cho cô từ 00 đến 10 nha. Từ 00 đến 10. Có 10 bạn đang giơ tay, vậy là nhưng mà cô sẽ tính tốc độ nha. Cô sẽ cho cơ hội hai bạn để tính tốc độ từ 00 đến 10. Mời em đi cô. Cô mời. Cô mời Minh Tú đi con. Minh Tú ơi, con đọc từ 00 đến 10 đi Minh Tú. Dạ. 00 trứng, 01 cây dừa, 02 con vịt, 03 trái tim, 04 cá lóc, 05 quả táo, 06 vỏ ốc, 07 cá rìu, 08 người chết, 09 cơ cao cổ, 10 con lợn. Rồi, Lê Quỳnh Tiến Phát, bạn đọc đúng không vậy? Dạ, thưa cô, bạn đọc đúng. Bạn đọc đúng lắm. À, đúng lắm, bây giờ cô sẽ tăng lên là từ 11 đến 20 nha. Từ 11 đến 20, Tiến Phát đọc luôn nha, 11 đến 20. Mười một kế theo 12 cá mập, 13 bướm, 14 thì 15 tầy, 16 sơn, 17 nước nhẹ, 18 nền giao thông, 19 20 19 chó, 20 bơm. Rồi bây giờ cô mời người tiếp theo là Ngọc Quyên đây. Ngọc Quyên nói là 11 tới 20 lại Ngọc Quyên. Ngọc Quyên ơi. Rồi. À, với tên và đọc cho cô Mai nghe từ 11 đến 20 đi con. 12 cá mập, 13 con bướm, 14 15 tiền, 16 con sên, 17 nóc nhà, 18 con sên, 19 con chó, 20 quả bông. Rồi Kim Thơ ơi, Ngọc Quyên đọc đúng không Kim Thơ? Đúng. Rồi, cảm ơn Kim Thơ nha. Kim Thơ lắng nghe và nhận xét cho bạn Ngọc Quyên rất là đúng. Chỉ cơ bản chúng ta thuộc đến 20 rồi. Và tiếp theo từ 21 đến 30 nha. Từ 21 đến 30. Từ 21 đến 30, ai giơ tay nhanh nhất để đọc cho bạn mình nghe từ 21 đến 30. Em cô, lần cô. Từ 21 đến 30, cô mời bạn Viên Phương. Viên Phương cô ta lớp 2A3 nè. Là 20 quả bom, 21 đèn cây, 23 con cò, 25 quần cầu, 3 trống, 27, 28 thỏ và cà rốt, 29 chuột máy tính, núi và mặt trời ạ. Rồi, bây giờ á, cô mời Nhật Trường. Nhật Trường nhận xét là Viên Phương đọc chính xác hay không? Dùm cô nha con. Dạ, cô là chính xác. Nhận thấy Viên Phương đáng khen không? Dạ, đáng khen. Dạ, đáng khen. Nhật Trường cũng rất đáng khen. Nhật Trường nó thuộc tới 99 luôn rồi, đúng không con? Dạ. Rồi, bây giờ á, bữa trước cô có cho mình làm bài tập từ 00 đến 30 rồi. Thì cơ bản, chúng ta được từ 00 đến 30 rồi, đúng không? Chúng ta học có vất vả, khó khăn gì không? Hả Bình An, ở Tường An, con học có vất vả khó khăn gì không? Dạ học. Cô mời Tường An chia sẻ. Dạ không, nhưng mà cô vẫn chưa thấy bài tập của Tường An. À, nhưng mình đã thuộc hết 00 đến 30 rồi thì mình phải làm bài tập để cho cô thấy, để cô biết mình đã thuộc hết từ 00 đến 30 rồi nha con. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một phần là nó số nhiều hơn nữa sau 30. Sau 30 rồi, cô đố các con bữa nay chúng ta sẽ học nhớ đến bao nhiêu? Thảo Nguyên, sau 30 rồi thì bữa nay chúng ta sẽ bắt đầu học tới bao nhiêu đây?
Thảo Nguyên ơi. Rồi bạn Thảo Nguyên có trả lời cô Mai đi. Sao 30 rồi bữa nay chúng ta sập đến bao nhiêu? Cái gì cô? Mình đã học được không không đến 30 rồi. Bữa nay mình sẽ học đến bao nhiêu nè? Sau 30 thì sẽ đến bao nhiêu? Sau 30 là đến 31. Rồi cảm ơn con. Sau 30 là đến 31 nha. Sau 30 đến 31. Và trước khi qua 31 thì cô sẽ ôn lại cái dãy số sau đây. Và chúng ta hạ tay xuống nha. Hạ tay xuống. Rồi chúng ta nhìn ở đây có 10 cặp số. Và các con sẽ chuyển 10 cặp số này thành 10 hình ảnh trong thời gian nhanh nhất. Ai giơ tay nhanh nhất? Chúng ta bỏ tay xuống để cô sẽ tính là ai giơ tay nhanh nhất nha. Sẽ mời bạn đó đọc cho cô 10 cái hình ảnh này. 1. Sẵn sàng chưa? 1. Đến là 3 bắt đầu nha. Ai giơ tay trước là tổng quý nha. 1. 2. 3. Rất là nhanh luôn. Rất là nhanh và có 5 người đã giơ tay nhanh. Cô mời bạn đầu tiên là bạn Nguyên Phương. Nguyên Phương lên sóng nha Nguyên Phương. Cô mời Nhật Trường làm giám khảo của cuộc thi ngày hôm nay. Dạ. Ừ. Cô mời Hữu Lưng làm giám khảo cuộc thi ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ tính coi Nguyên Phương chính xác không? Dạ. Mời Nguyên Phương. Con cô có một con cá mập. Con gái ơi, con chỉ cần đọc là hình gì thôi. Cá mập tiếp theo. Cá mập cầu thang. Con lợn. Cái thuyền. Con chó. Con heo cao cổ. Con công. Núi là mặt trời. Đèn giao thông và cái dù ạ. An toàn. Cái dù rồi, bây giờ bạn tiếp theo nữa chúng ta thi đấu chúng ta có nhẫn đâu. Bây giờ bỏ tay xuống, bắt đầu đếm 1 2 3 bắt đầu nha. Bỏ tay xuống. Bây giờ không đếm tiếng Việt nữa, chuyển qua đếm tiếng Anh đi cô mời. cô mời Tích Lam đếm tiếng Anh giùm cô nghe Tích Lam. Mình đếm mà một hai alo Tuyết Lam đâu rồi? Dạ cô em đùa thôi á. Sang bấm nút giơ tay đông sang hạ tay xuống và bắt đầu đếm nè. Sang ở đâu luôn rồi? Ừ, hôm nay âm thanh chúng ta chập chờn quá vậy. Đông sáng hạ tay xuống bật mi lên đếm bằng tiếng Anh để mà bạn sẵn sàng giơ tay nè. Alo à, em đi cô. Rồi đếm nè. One, two, three. Anh Đông Sen cần ngày tới thì nói. Cảm ơn Đông Sen. Bây giờ để cô giúp cho Như Quỳnh hả? Như Quỳnh giúp bạn đi Như Quỳnh. Tôi nói là tại vì cho 3 triệu. Bạn mới là đếm. Để các bạn thấy nè. One, two, 3. Rồi bây giờ không có ai hết nè, cô kêu tới ai thì sao mà âm thanh nó chập chờn quá. Em đi cô, em được rồi cô. Yeah.
Rồi bây giờ cô đếm nha. Cô bạn là bạn Nguyễn Giang. Bạn vẽ lên màn hình hoài là bạn Phạm Quy là mất lượt ưu tiên ở trong cái lượt chơi tiếp theo nha con. Khi bạn vẽ lên màn hình là bạn sẽ mất cái lượt ưu tiên trong cái lượt chơi tiếp theo đó. À, cô có hình nhìn thấy cái tên trên màn hình rồi. Rồi đếm bắt đầu. One. Two. Three. Giơ tay. Rất nhiều. Một cánh tay giơ ngay lập tức. Đó là bạn Lê Quỳnh Tiến Phát. Bật mic lên con. Phát ơi, con bật mic lên đi. Dạ, con bật rồi nè cô. Rồi, được rồi, con giới thiệu về con đi tiếng Phát nha. Con mở mic lại đi tiếng Phát. Con trả lời câu hỏi của cô Mai nha. Cô Xuyến ơi, cô coi dùm bật mic lên cô Xuyến. Mic mở mà, mic vẫn mở, không có khóa mic tổng. Con mở mic đi tiếng Phát. Các bạn nhỏ không bật mic được hả con? Tiếng Phát mở được rồi nè, con. Rồi con Phát nói thử cho Phát. Tắt lại nữa rồi. Đừng chạm vào nữa con, chạm một lần nữa là rồi. Ok rồi đó, đừng chạm nữa nha. Được chưa? Lát cô cười. Rồi con lên tiếng đi, con trả lời câu hỏi đi con. Cô Mai hỏi con cái gì nè? Con là Nguyễn Đăng Khoa, con mới vô lớp cô. Con là... Rồi, bật lại lần nữa đây. Rồi, Đăng Khoa mới vào lớp đúng không? Yeah. Rồi, ok, không sao. Mới lại lần nữa đi các con đó nha. Các con bật mic lại lần nữa đây. Dạ con bật rồi nè cô. Được rồi thì con nói chuyện đi. Cô Mai hỏi con cái gì? Cô Mai hỏi gì hỏi lại cho con nó trả lời cô Mai nha. À, được chưa? Dạ đây rồi. Alo. Con nó nghe tiếng được á. Cô Mai có nghe tiếng của con nó không cô Mai? Alo. Alo xíu ơi, bật mic lại giùm coi sao mà bật mic mấy bạn nói không được vậy đó. À, âm thanh bên cô Mai có vấn đề á, là bên đây nói nhưng mà cô Mai không nghe. Chả nghe gì luôn á. À. Âm thanh bên cô Mai có vấn đề á. À, cô Mai đang đeo tai phone đúng không? Như vậy là cô Mai không cô Mai nó có một cái nút gì đó. Cô Mai không nghe được mọi người nói với cô Mai. Alo. Alo cô Mai ơi. Cô Mai có thể rỡ tay phone ra nha. Mở tay phone cho cô Mai nha. Cô Mai nghe được chưa? Rồi bây giờ nghe được rồi. À tai phone của cô Mai nó có vấn đề á. Khi mà đúng rồi. Dạ, bên đây nói mà cô Mai không nghe. Đúng rồi, tai phone có vấn đề. Xin lỗi các cô và các con rất nhiều. Rồi bây giờ mình làm lại từ đầu nha. Xin lỗi. Làm lại từ đầu. Tiếng Phát ơi, con làm lại từ đầu dùm cô đi. Tiếng Phát à. Đó bây giờ cô nói Tiếng Phát không nghe luôn rồi. Tiếng Phát mở mic lên đi con. Alo, Tiếng Phát chưa sẵn sàng. Mời bạn khác nha. Cô mời tiếp theo, cô mời Bảo Trâm.
Ở trong nhanh lẹ gọn nhẹ coi. Minh Hoàng. Minh Hoàng mời em nha. Dạ. Dạ. Minh Hoàng mời Bảo Trâm đi Minh Hoàng. Dạ cô. Rồi em đâu rồi? Bảo Trâm đâu rồi Minh Hoàng? Âm thanh bên Minh Hoàng hôm nay con đeo tai phone hay gì âm thanh nó bị ghè cái mic lắm. Con sử dụng phone bên ngoài Minh Hoàng nha. Rồi con bật camera đi. Sao hôm nay tắt camera? Rồi chúng ta sẵn sàng mic, sẵn sàng camera khi mà thầy cô gọi tới cho mình không mất thời gian các con nha. Bảo Trâm ha. Rồi. Ơi, tuyệt vời nè, Bảo Trâm tuyệt vời rồi nè. Bây giờ nhờ cô Mai nhắc lại câu hỏi cô Mai ha. Rồi, Bảo Trâm ơi, có giải số sau đây. Bây giờ Bảo Trâm hãy chuyển số thành hình nha Bảo Trâm. Dạ cô. Rồi, action. 1, 2 là gì? 12 là cá mạp. Tiếp. Cái này thôi, nhiều hơn câu chuyện biết rằng mày. Bởi vì thế là bắt đầu từ tập trung. Một là gì? Tiếp tục. Một là cầu thang. 10 con heo. 14 cái thuyền. 19 con chó. Sao vừa nãy hát em to lắm rồi, đọc thôi. 3 con. Để xí, con đang suy nghĩ. Con quên. Rồi suy nghĩ nhanh lên. 5 4 2 3 con công. 3 10 núi và mặt trời. 18 đèn giao thông. 1 là cái dầu. Rồi cảm ơn Bảo Trâm, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vậy thì Nhật Trường với Hữu Lưng nói cho cô và các bạn nghe coi, trong cuộc thi đua vừa rồi thì ai là người nhanh hơn, chính xác hơn đây Nhật Trường? Rồi bật mic đi Nhật Trường. Giữa Viên Phương và Bảo Trâm. Ồ, hôm nay chúng ta sao vậy ta? Hôm nay Nhật Trường bật mic lên không được luôn. Sao vậy ta? Ồ, mở mic lại đúng không? Ok. Rồi. Dạ cô, là bạn Minh Phương cô. Minh Phương cô. Rồi Nhật Trường chọn Viên Phương. Cô Mai ơi, mic bên cô bị tắt rồi cô ơi. Rồi Hữu Lân ơi, Hữu Lân nhận xét như thế nào? Chọn Viên Phương cô ơi. Chọn Viên Phương luôn hả? Rồi bây giờ cô thấy là chúng ta bạn Viên Phương thì nhanh hơn, ngoài ra còn nhiều bạn giơ tay nữa. Nhưng mà do hôm nay chúng ta gặp một số cái sự cố kỹ thuật ngộ quá, bữa nay trời chân thanh gió mát nhưng mà chúng ta lại gặp sự cố kỹ thuật. Hy vọng là tiết sau quá chút xíu nữa là chúng ta hết sự cố kỹ thuật nha. Rồi, bữa trước thì mình đã học được từ 00 đến 30 và các con đã làm được chuyển cơ bản những hình này từ 00 đến 30 rồi. Và cô nói thêm là chúng ta về chúng ta mở, hôm sau đó chúng ta mở cuốn sách ra, chúng ta sẽ học tiếp các cái số còn lại từ 31, đúng không? Từ 31 cho đến bao nhiêu thì hết cái dãy số này đây. Từ 31 đến bao nhiêu thì hết dãy số. Đến 99. Thấy chưa? Chúng ta sẽ học hết, chuyển hết từ 31 đến 99. Cho nên là chúng ta trong tuần này mình sẽ cố gắng hoàn thành hết 99 cái cặp số này, chuyển sang hình ảnh. Một số bạn còn chưa thuộc được từ 00 đến 30 thì cố gắng hoàn thành nha. Thì đây là bước cơ bản để chúng ta rèn luyện trí nhớ ha. Giống như là cô chỉ mình cách học bài đó. Thì mình sẽ nhìn hình thì nhìn ra các cái số. Nhìn ra các cái số này như thế nào. Ví dụ các con nhìn lên đây, số 31 bóng đèn cho con. Nhìn vô 31, 31 là bóng đèn. Thì mình thấy cái dây tóc bóng đèn là số mấy? Nói cho cô nghe coi Trà My. Nhìn vô dây tóc bóng đèn là số mấy đây con? Alo cô, số 31. Biết rồi, 31. Nhưng mà con nhìn trong cái bóng đèn này nè, cái dây tóc là số mấy? Số mấy Trà My? Chúng rồi. Cái dây tóc này là số 3 này nha con.
À, số 3 nha, ngay cái chuôi bóng đèn là số 1. Cái con học, cái con chú ý vào cái hình ở bên đây nha. Rốc nước cho Duyên. Bờ. Tiếp theo Phan Ngọc Quyền, số 32. 32 là cái gì Ngọc Quyền? Mời Phan Ngọc Quyền. Dạ thưa cô, 32 là vòi sen. Rồi, 32 vòi sen, giờ con tập trung vô số 3 là nằm ở chỗ nào? Cô mời Đông Sang, số 3 là nằm ở chỗ nào đi Đông Sang? Trong cái vòi sen này. Cô ơi, chưa có gì vậy chơi hả cô? 5 chỗ để chảy nước ra tắm hả cô? À, số 3 là ngay cái vòi đúng không? Còn số 2 là ngay cái sợi dây. Rồi, tương tự như vậy, khúc xương nè, hai cái đầu khúc xương số 33 chúng ta nhìn thấy nè, số 3 là ngay đầu khúc xương thì ra số 33. Mình học như vậy. Các con nhìn theo cô nha. Mình học như vậy, mình nhìn vô số 33. Thì mình nhắm mắt lại, trong đầu mình có hiện ra khúc xương không? Trong đầu mình hiện ra khúc xương và con nhìn trong đầu con á là có số 3 ngay chỗ nào? Hai số 3 nó nằm ở chỗ nào? Đó, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ nhớ lâu hơn, nhớ nhanh hơn. Chúng ta không có mất nhiều thời gian, được không Quyên Lương? Ngọc Quyên? Rồi, vậy chúng ta cam kết là giờ chúng ta học đúng không? Chúng ta học chuyển số sang hình ảnh. Hết tuần này chúng ta sẽ nhớ tới 99 cho cô nha. Được không? Ai đồng ý gõ cho cô ok vô phần chat đi, cam kết thuộc tới 99. Rồi Minh Tú nè, Nhật Giang, Trà My, Ngọc Huyền, Thảo Nguyên, cảm ơn các con. Chúng ta học hành nghiêm túc, chúng ta ghi nhớ như vậy thì chúng ta sẽ đi vào những bước ghi nhớ sâu hơn, chúng ta nhớ được nhiều hơn ha. Rồi đó là tới 99, con có thể mở sách, túi sách mà mình giới thiệu bữa hổm là sách siêu trí nhớ, và chúng ta có thể lên cái ứng dụng 5 phút thuộc bài, chúng ta mở sách này ra để chúng ta nhớ về các cái hình ảnh này để chúng ta học bài ha. Tiếp theo là phần mà các con chờ đợi. Có chờ đợi không? Ai chờ đợi vẫy vẫy giùm con ơi. Ủa biết gì chờ đợi không? Mày vẫy tay vậy Hữu Lân? Con chờ đợi điều gì Hữu Lân nữa con nghe coi. À, bật mic đó, con ai nghe con chờ đợi điều gì? Tập chơi. Chờ chơi. À, thường có câu là có học thì phải có chơi đúng không? À, nhưng mà là chút xíu nữa mới chơi. Chứ mà có một cái câu đố, bữa hổm câu hỏi các bạn đó, vậy có ai suy nghĩ không? Có bạn Đông Sang nè, Đông Sang là trả lời ngay lên luôn. Đông Sang, nhắc lại câu đố trước đi. Không mời dạ, con. Con, dạ thưa cô, hai con đó đều ăn như nhau cô. Đều ăn như nhau mà ăn cái gì mới được? Con là ở phía Nam ăn gì, con là ở phía Bắc ăn gì. Dạ hả? Con là ở phía Nam ăn gì, con là ở phía Bắc cũng ăn cái đó luôn phải không? Đều ăn như nhau hết rồi. Thật ra câu hỏi rất đơn giản để vui thôi. Chúng ta đi vào nội dung tiếp theo. Hôm nay cô sẽ dạy cho con thêm một nội dung nữa. Rồi, trước khi vào nội dung thì cô xin chiếu lại cái phần mà cô đã tổng kết được trong tuần vừa qua về việc hoàn thành bài tập tuần. À, cô có giao bài tập tuần cho các con từ 00 đến 30 và có một số bạn đã hoàn thành. Đó là bạn Phan Ngọc Huyền nè, đăng Facebook nè, đúng mà, Lê Huỳnh Tiến Phát, đăng Zalo, Bảo Trâm, Như Quỳnh, Kim Thoa, bạn Tiết Lam, bạn Phương Thùy, đó một số bạn đã làm bài tập. Bạn Đông Sang cũng có làm bài tập luôn. Bạn Đông Sang cũng có làm bài tập luôn. Nhưng mà sao ta? Nói cho cô nghe coi Đông Sang. Đăng bài chưa đúng cú pháp nha. Thì sao chúng ta sẽ đăng bài đúng cú pháp hơn. Và những bạn làm bài tập này các cô sẽ tích điểm cho con đến cuối khóa. Chúng ta được nhiều điểm hơn. À, để chúng ta đạt được cái giải xuất sắc hơn. Có một bạn đã hứa với cô luôn đó, hứa với cô là bữa nay nè, nhớ tới 00 đến 30 luôn đó, mà bạn đó quên luôn đó. Và bạn đó đang chuẩn bị di chuyển khỏi cái ghế luôn đó. Nếu mà mình có lỡ quên thì bây giờ mình tiếp tục hoàn thành bài tập nha các con. À, trong lớp chúng ta hiện nay, cô hỏi Như Ý ơi, con biết trong lớp chúng ta hiện nay có bao nhiêu bạn hay không? Như Ý có biết trong lớp chúng ta hiện nay có bao nhiêu bạn không? Dạ thưa cô là
39 bạn. À 39 bạn trừ cô giáo ra ha. Trừ cô Mai nè, cô Thì nè, cô Nhớ nè, cô Xuyến nè, thì Bi nè, vậy còn bao nhiêu bạn ai trả lời nhanh cho cô coi. Nhật Giang, Nhật Giang ơi trả lời nhanh giùm cô coi. Bây giờ 39 mà trừ ra các cô giáo. Suy nghĩ lâu quá. Rồi, Nhật Trường giúp cho nhà, giúp cho bạn đi Nhật Trường. Cô là 34 cô. Rồi, cảm ơn Nhật Trường, rất là nhanh đúng không? Trừ ra còn 34 bạn nhưng mà số lượng bài tập mình có nhiêu đây thôi. Cho nên đừng sao, hy vọng các con sẽ làm bài tập và nhớ rằng trong quá trình mà mình làm bài tập, mình học, mình có thắc mắc gì, mình muốn mình học nhanh hơn, mình muốn nhớ lâu hơn thì mình làm sao nói cho cô nghe coi. Bảo Hân, 4C Bình Thuận. Nay cô kêu đúng địa chỉ con rồi nè. Dạ em không nghe rõ cô. Rồi và trong quá trình mà mình học cái ghi nhớ các con số đó, mình thấy có vất vả khó khăn không hiểu chỗ nào thì mình làm sao? Thì mình sẽ hỏi cô. Rồi cảm ơn con, hỏi cô giáo. Con phải cung cấp thông tin để con mới có thể liên lạc được với cô giáo đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn con. Hôm nay cô sẽ dạy cho con tiếp một cái vấn đề. Những con vịt nhỏ nhỏ xinh xinh này đang chào đón chúng ta một cái vấn đề. Đó là vấn đề chúng ta là học cái phương pháp lặp đi lặp lại nha. Phương pháp lặp đi lặp lại. Đoàn Trà My ngồi thẳng lưng sẵn sàng tư thế. Rồi cảm ơn con gái. Chúng ta học phương pháp lặp đi lặp lại. Rồi con nhìn lên đây. Đây là cái biểu đồ, cái ngưỡng lãng quên, cái đường cong quên của con người. Rồi nhìn vô đây. Khi chúng ta học mới đầu là chúng ta thuộc 100%. Để con thấy sau 31 ngày chúng ta còn bao nhiêu phần trăm kiến thức. Con mời Minh Phượng. Sau 31 ngày còn bao nhiêu phần trăm kiến thức vậy? Con 21% ạ. Rồi cảm ơn con, 21% đúng không? Chúng ta, ví dụ ngày hôm nay chúng ta thuộc từ 00 đến 30 rồi. Nhưng mà chúng ta không nhắc lại. Thì đến tháng sau chúng ta còn có 21% thôi. Rất là ít. Cho nên nói cho cô là để không bị quên kiến thức thì mình phải làm sao? Để không bị quên kiến thức thì mình phải làm sao đây? Cô mời bạn Đăng Khoa. Dạ thưa cô là phải học thuộc bài. Học thuộc bài. Rồi là một ý bạn Đăng Khoa trả lời rất là đúng. Bây giờ cô mời thêm một bạn nữa. Bây giờ để không bị lãng quên kiến thức chúng ta thuộc thì chúng ta làm gì đây bạn Kim My? Dạ thưa cô là đọc thường xuyên. Hay quá, các bạn cho bạn Kim My chạm pháo tay cho cô coi. Đọc thường xuyên có nghĩa là gì? Bây giờ cô mời tiếp. Thường xuyên có nghĩa là chúng ta phải sử dụng phương pháp gì mà mình mới vừa nói tới. Trà My con gái. Em cho cô là phương pháp lặp đi lặp lại. Chính xác luôn. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái phương pháp lặp đi lặp lại. Vậy mục đích của phương pháp lặp đi lặp lại là để làm gì? Cô mời bạn. Vậy thì cái mục đích của phương pháp lặp đi lặp lại để làm gì đây? Rồi giơ tay cô thấy nè. Quá trời những cánh tay đang giơ lên. Mà ngộ quá mấy em ơi, sao cánh tay màu vàng không vậy ta? Ai trả lời được cho cô sao cánh tay chúng ta màu vàng không vậy? Đây, chúng ta phương pháp lặp đi lặp lại. Chúng ta học phương pháp này để làm gì? Tường An. Dạ thưa cô là để nhớ lâu hơn. Ai thấy Trường An nói đúng? Hữu Lân thấy Tường An nói đúng không con? Rồi đúng cơ. Rồi cảm ơn con. Và cô nói là tại sao mà chúng ta có cánh tay màu vàng thì ngay lập tức có một bạn đổi cánh tay màu da người liền. Đó là bạn Kim Thoa. Rất là nhanh nhạy luôn đúng không? Ủa vậy tại sao cánh tay nó màu vàng hết vậy? Tại vì đây là cái máy đúng không? Cái máy màu vàng cho chúng ta dễ thấy thôi. Chứ bình thường cánh tay chúng ta có màu vàng không? Đố em, khi nào thì cánh tay chúng ta màu vàng? Trả lời được khen giỏi. Rồi cô mời Nam Anh, khi nào cánh tay chúng ta màu vàng? Dạ, khi nào cánh tay màu vàng Nam Anh? Câu này rất là nhanh. Thấy Quyên Lương hào hứng quá. Quyên là Ngọc Quyên. Con đã con biết một câu nhưng mà con chỉ là con đá rồi mà cô. Bạn Nam Anh chưa ra đáp án rồi. Cô mời bạn tiếp theo nè Ngọc Quyên. Ngọc Quyên ơi, khi nào cánh tay màu vàng Ngọc Quyên? Con. Ngọc Quyên bật mic lên coi. Chờ đợi đó.
Dạ. Rồi bạn Ngọc Quyên chưa đó đó bé. Ai giơ tay để cô còn coi ai giơ tay nhanh nhất rồi khi nào cánh tay mình màu vàng ta. Coi các bạn là Nguyễn Gia Bảo, bạn mới đây, nãy giờ cô chưa thấy mặt bạn Nguyễn Gia Bảo. Nguyễn Gia Bảo lên sóng. Dạ cho bấm vào cái hình nền. Bấm vào hình nền. Không, bây giờ cái câu đố này để dành bữa mốt đi. Để dành bữa mốt tiết sau học cho. Cánh tay này nè, cánh tay ngoài đời thật nè, khi nào màu vàng. Cánh tay nãy trong cái zoom là mình biết là tái tạo rồi. Rồi. Rồi, chuyện đó để đi ha. Chuyện đó để nhớ tiết sau nhắc cô Mai nha. Cô Mai. Rồi, ok, tiết sau nhắc cô Mai. Để sau cánh tay khi nào màu vàng ha. Rồi, bây giờ chúng ta biết là phương pháp lặp đi lặp lại thì để cho chúng ta sao không bị lãng quên kiến thức. Giống như bạn Nhật Trường nè, là một tấm gương cho chúng ta noi theo trong lớp mình đó. Như là bạn Hữu Lưng đó đó. Tại sao bạn Hữu Lưng với bạn Nhật Trường đã học được từ 00 đến 99 mà vô lớp này để ôn lại kiến thức như vậy. Mốt hai bạn này học rất là giỏi, nhớ rất là lâu những kiến thức cơ bản này. À, hoan nghênh tinh thần của Hữu Lưng và Nhật Trường nha. Hy vọng các con sẽ tiếp tục phát huy ha. Và cùng với các cô, các bạn chúng ta học cái lớp này vừa để ôn luyện kiến thức, vừa mà chúng ta giúp đỡ các bạn, vừa có những giờ phút vui vẻ ha. Rồi, bây giờ chúng ta lặp lại, phương pháp lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ vào luật số 5. Luật số 5 tức là chúng ta ôn đi ôn lại mấy lần, ôn đi ôn lại mấy lần đây? Luật số 5 tức là ôn đi ôn lại mấy lần đây? Tiết Lam. Dạ thưa cô là 5 lần. 5 lần chính xác rồi. Bây giờ chúng ta coi 5 lần đó nha. Lần số 1. Sau lần số 1 là lần 2, lần 3, lần 4, lần 5. Vậy lần 1 thì chúng ta ôn trong là khoảng 10 phút, 1 tiếng sau giờ học. Đó là lý do vì sao mà khi mà các con học á, các cô mới nói các con quay video lại, học xong quay video lại để hệ thống lại cái kiến thức ha. Rồi. Rồi đố con vậy lần 2 thì mình sẽ ôn trong bao lâu? Cô. Mà hình của vậy? Em nó bị hư đó cô. Rồi cô biết. Bây giờ lần 1 thì mình học xong khoảng 10 phút và 1 tiếng sau giờ học mình sẽ ôn lại. Vậy lần 2. Rồi có bạn giơ tay rồi, nhanh quá đi ta, thấy thương quá vậy. Ồ, rất nhiều. Bây giờ có 39 mà cô đếm nha. Cô ngồi đây đếm tới 10 coi là có 34 bạn giơ tay đủ hay không nha. 1 2 3 đếm giống như đếm giọt sầu vậy em ơi, đếm giọt nước đang rơi vậy đó. Bây giờ á là lần thứ nhất á là mình sẽ lặp lại là khoảng 10 phút hoặc 1 tiếng, lần thứ hai mình lặp lại trong bao lâu? Trả lời đúng cho cô nè. Cô mời Hữu Lân, Hữu Lân nói đúng ta. Cô hả? Khoảng 5 phút cơ. Ôi, lần 1 là 10 tiếng, 10 phút với 1 tiếng rồi, lần 2 không 5 phút được. Hữu Lân ơi, cô mời. Cô mời bạn 15 phút. Cô mời bạn Bảo Trâm đi. Bảo Trâm đâu rồi? Bảo Trâm nói phải đúng thôi nha. Theo con thì mình sẽ lặp lại lần 2 là bao lâu? Alo, Bảo Trâm ơi. À, lặp lại khoảng chừng 30 phút đi cô. 30 phút hả? Ồ, các con ơi, nè, mình có nè, 1 tiếng là 60 phút rồi. Thì lần 2 mình lặp lại là ngày hôm sau. Ngày hôm sau nha, ngày hôm sau nha. Lần thứ ba là một tuần sau ha. Ngày hôm sau, một tuần sau, ngày hôm sau, tuần sau, sau một tháng. Rồi tiếp, lần thứ tư là một tháng sau, và lần thứ năm là bao nhiêu? 3 đến 6 tháng sau. Rồi nhìn vô nè, các con nhìn lên bảng cho cô nè. Lần thứ một là ghi nè, một tiếng, một là thấy chưa, một tiếng là một giờ đó, là 60 phút. Rồi sao, một ngày, một giờ là một ngày, một ngày là đến một gì, một ngày là đến một gì đây Tường An? Nó có một tuần. Rồi một tuần là đến một gì đây Trà My? Em thưa cô là đến một tháng. Rồi các con nhìn cô Mai đây. Đây, nhìn cô Mai đi, xè bàn tay ra coi.
Rồi, đưa bàn tay đây, bàn tay này là màu da người, không có ai màu vàng hết nha, chưa có ai màu vàng hết á. Xe bàn tay, không có, đếm ngón tay, đếm mấy ngón, quá dễ. Cô Mai kỳ quá hả, hỏi đếm mấy ngón. Rồi bây giờ lần thứ nhất là 1 tiếng, 1 giờ sau, thứ hai là 1 ngày hôm sau. Có thấy bàn tay xinh đẹp dễ thương của cô Mai không? Rồi lần thứ ba là gì? 1 tuần sau, 1 tháng sau, và 3 đến 6 tháng sau. Thấy ok chưa? À, Hữu Lưng rất là dễ thương nha, làm theo cô Mai luôn. Cô mời bạn nào lặp lại cho cô để nhớ. Lần đầu tiên cô, con có bị thoát ra cô ạ. Con bị thoát ra, con vô lại đi nha. Dạ, con vô rồi cô. Con vô rồi, còn có sự báo cáo. Có sự báo cáo rất là trung thực và rõ ràng. Rồi, xe bàn tay đến bàn tay coi. Thương quá, vậy mời Đăng Khoa luôn đi cô Mai ơi. Rồi, mời Đăng Khoa luôn. Đầu tiên là 1 gì? Mình lặp lại là, lặp lại 5, lực số 5 là 1 gì? Bé nhỏ Đăng Khoa. Dạ là 1 giờ. 1 giờ, ngón thứ 2. Dạ 1 giờ. 1 giờ đến 1 gì? Đến 1 ngày. Khoảng 1 phút, 1 tiếng sau. Trời ơi, nhập trường thấy thương ghê chưa? Đang tập trung cho coi Đăng Khoa nói kìa. Ngón số 2 là 1 ngày hôm sau. Tới ngón số 3. 1 tuần. Bật mic đi con. Bật mic đi Khoa nè. Con vô cô đây, cô Mai đang giúp con ôm lại cái khúc nãy con bị thoát ra. Con bật mic lên đi Khoa. Con nhìn thấy cô Mai chưa? Cô Mai vô bàn tay lên nè. Rồi, chúng ta sẽ ôm lực số mấy? Nhìn vô bàn tay là ôm lực số mấy đây con? Lực số 5. Giỏi, lực số 5 thì chúng ta có lần 1 là 1 giờ. Rồi, làm theo cô Mai đi, 1 giờ. Rồi, lần thứ 2 là 1 ngày. Lần thứ 3 là 1 tuần. Ngày đến tuần, giỏi quá. Lần thứ 4 là 1 gì? 1 tháng. Và lần thứ 5? Nhớ là 3 đến 6 tháng. 3 đến 6 tháng. Rồi, cảm ơn Đông Sang. Cô mời một bạn làm nhanh cho lớp mình coi nha. Bạn làm nhanh cho lớp mình coi. Cô mời Như Quỳnh. Xào bàn tay đếm ngón tay Như Quỳnh ơi. Em thương cô là... Con xào bàn tay ra cho cô Mai coi. Quy lực số mấy? Lực số mấy Như Quỳnh? Hai bàn tay là 10 lần á. Lực số mấy? Em thương cô là... Lực số... Mấy? Mấy ngon? Lực số 10. Trời ơi, nãy đưa hai bàn tay bởi vậy là lực số 10 đúng rồi. Nãy đưa một bàn tay thôi là lực số mấy? Lực số 5. Rồi, lực số 5, đưa ngón cái lên cho cô Mai coi coi. Đưa ngón cái lên. Đấy, lặp lại lần nhất là mấy? Dạ, một gì? Lực số 1. Một tiếng. Một tiếng là một giờ. Rồi, ngón thứ 2. Một gì? Ngón thứ 2 là ngày hôm sau. Rồi, tiếp. Thứ 3 là một tuần sau. 4 là 1 tháng sau, 5 là 3 đến 6 tháng sau. Rồi, cảm ơn Như Quỳnh rất là nhiều ha. Dạ các con, mỗi lần mà các con xè bàn tay và đếm ngón tay có nhớ điều này không? Dạ nhớ chưa? Chúng ta thực hiện quy lực. Sao Quyên, Ngọc Quyên? Quy lực số mấy Ngọc Quyên? Dạ quy lực số. Xè bàn tay ra, quy lực số mấy? Bé Ngọc Nguyên ơi. Năm. Rồi, chính xác. Nè các con ơi, các con học các con có cuốn tập kế bên không? Sau buổi này cô Mai muốn là con ghi lại nha. Bữa nay cô Mai dạy con quy lực số mấy con ghi lại nha. Chúng ta nhớ nha. Rồi, chúng ta nhớ quy lực số 5. Ôn đi ôn lại 5 lần. Rồi, tiếp theo. Vậy, có một vấn đề đặt ra. Có một vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ lặp lại bằng cách nào? Nhìn lên bảng trả lời cho cô, chúng ta có mấy cách lặp lại. Cô mời bạn nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu ở trong lớp này. Bạn đó có tên là... Bạn đó có tên là... Bạn nào? Như Ý. Cô mời Như Ý. Chúng ta sẽ lặp lại bằng mấy cách đây Như Ý? Dạ, cả lớp lên thở im lặng lắng nghe Như Ý nói.
cô là 5 cách. Mấy cách để chúng ta lặp lại đó con? Con nhìn lên. Một cách. Phải không? Ba cách. Gia Bảo ngồi dạy học. Gia Bảo ơi. Dạ. Ngồi dậy. Như ý kết luận là có mấy cách để lặp đi lặp lại đi Như ý. Là một cách. Một cách. Trời đất ơi, một cách rồi. Diên Phương, nhìn đi, lặp lại mấy cách đi Diên Phương. Bé Diên Phương đâu mất rồi ta? Bé Diên Phương bỏ bạn hả? Đi đâu rồi? Tiếng Pháp, nói cho cô Mai nghe coi, lặp đi lặp lại có mấy cách? Lặp đi lặp lại có 3 cách. Cách 1. Cách 1 là nhìn nhiều lần. Cách 2. Hai là nghe nhiều lần. Cách 3. Nói nhiều lần. Rồi, cảm ơn tiếng Pháp. Trời ơi, vô đây đi. Cô mời Chiêu Dương. Cô mời bạn Chiêu Dương. Chiêu Dương lặp lại cho cô là để lặp lại chúng ta có mấy cách đi Chiêu Dương? Nhìn thấy cô 3 cách. Đó là? Cách thứ nhất là nhìn nhiều lần. Cách thứ hai là nghe nhiều lần. Cách thứ ba, nói nhiều lần. Rồi, cảm ơn con. Mà cô nói là một số bạn không bật camera nên cô không có thấy mà cô không có gọi được nha. Bật camera lên nha. Rồi, cách 1 nhìn nhiều lần là chúng ta sử dụng giác quan nào để Thanh Ngọc? Bé nhỏ Thanh Ngọc. Alo. Đầu dây bên kia nghe rõ không? Ai tên Thanh Ngọc trả lời cô Mai đi. Rồi, cách thứ nhất chúng ta nhìn, chúng ta sử dụng giác quan nào đây Thanh Ngọc? Ở cách thứ nhất là nhìn nhiều lần. Nhìn là sử dụng giác quan gì vậy con gái? Dạ là bằng mắt. Rồi, cảm ơn con, bằng mắt. Tiếp theo cô mời bạn Đức Vinh. Đức Vinh ơi, cách thứ hai nghe nhiều lần thì chúng ta sử dụng giác quan gì vậy con? Dạ thưa cô, cách thứ hai là ta dùng bằng giác quan mắt. Cách thứ hai nghe nhiều lần sao bằng mắt được bé nhỏ? Bằng tay cô. Rồi, bằng tay, cảm ơn con. Rồi, cách thứ ba nói nhiều lần ta sử dụng giác quan nào đây Minh Đức? Minh Đức. Alo, Minh Đức, 01234. Minh Đức, đầu dây bên kia nghe rõ trả lời. Đây cô. Bạn nhỏ Minh Đức. Ai mà không tập trung là cô sẽ gọi ngay lập tức. Bạn nhỏ Minh Đức. Rồi con bật mic rồi. Con đọc đi. Con nói cho cô bài nói nhiều lần là sử dụng giác quan nào vậy con? Đó, cô là giác quan. Nói đó Minh Đức. Nói à, nói dùng giác quan là mũi được không ta? Dùng lỗ tai được không ta? Dùng da được không? Trời ơi, gợi ý đến mức khó luôn, cũng chưa ra luôn. Minh Đức có một sự bỡ ngỡ quá rồi. Rồi. À, bỡ ngỡ quá rồi. Nhờ một người hỗ trợ, cô mời Bảo Trâm. Bảo Trâm hỗ trợ Minh Đức ngay lập tức. Bảo Trâm 5, 4, 3, 2. Hello. Trường hình quá, 2 rồi. Thầy Hoài. Rồi. Bảo Trâm sẵn sàng. Cô thấy Bảo Trâm không tập trung một cái là gọi Bảo Trâm ngay lập tức. Bây giờ chúng ta nói dùng giác quan gì Bảo Trâm ha? Giác quan gì cô? Con chưa ghi rõ. Con dùng mắt để con nói hay là con dùng lỗ tai con nói hay con dùng cái gì để con nói nhiều lần? Dạ cái miệng để nói. Đúng rồi. Cảm ơn Bảo Trâm, cuối cùng đã chính xác rồi. Nãy giờ con, các cô gọi con như vậy để phát biểu, tức là cho cái con sử dụng cái cách thứ mấy đây? Cách thứ ba nói nhiều lần để con nhớ bài đó.
nha. Ừ, nhớ chưa? Nói nhiều quá rồi. Nói nhớ chưa? Rồi, bây giờ chúng ta tập trung tiếp nha. Bây giờ cách 1, nhìn nhiều lần. Là để chúng ta ghi nhớ một kiến thức thì chúng ta sẽ nhìn nhiều lần. Thì các con suy nghĩ coi bây giờ mình làm sao để chúng ta có thể thấy kiến thức đó, để chúng ta khắc sâu vào đầu, chúng ta nhớ lâu hơn. Rồi, cô sẽ cho các con giải pháp. Đó là chúng ta sẽ viết nội dung cần nhớ vào giấy, dán ở chỗ dễ nhìn thấy. À, theo Tiết Lam, chỗ nào Tiết Lam dễ nhìn thấy nhất là Tiết Lam? Chỗ cô là bàn học. Còn chỗ nào nữa không? Chỗ nhà vệ sinh. Hả? Nhà vệ sinh luôn hả? Lúc đi vệ sinh thì mình dán cái chữ đó lúc mình coi luôn đúng không? Cũng được nha, cũng được nha. Rồi, hay lắm. Vậy thì chúng ta sẽ viết, ví dụ bữa nay con muốn học một câu tiếng Anh, một cái từ vựng tiếng Anh, thì con sẽ viết cái từ vựng đó ra, con dán ở những chỗ dễ nhìn thấy. Chúng ta sử dụng các cái tờ giấy note đúng không? Các cái tờ giấy note chúng ta dán vô bàn học, dán vô cái tủ hay dán vô cái chỗ nào cũng cô, được. Cô có bạn nào dán là cô? Sao con? Có bạn nào dán cô? À không, cái đó là cái hình đó con, không có bạn nào hết á. Nha. Rồi, cô xóa sạch rồi. Cô có một bí kíp xóa sạch mọi thứ. Mà bạn nào vẽ có hiện tên trên đây á, là cô không có ưu tiên phát biểu đâu. Thì chúng ta phát biểu tích cực thì các cô sẽ ghi nhận cho con để cuối khóa đó. Rồi, Thảo Nguyên nè. Thảo Nguyên nè, thấy tên rõ ràng luôn nè. Đẩy màu của cái hình trung tâm mình lên tí xíu nữa là bài con đẹp đi. Nó bật lên nè nha. Rồi bây giờ chúng ta qua cách 2. Cách 2 là chúng ta sẽ làm gì? Đọc cho cô nghe coi. Hữu Lưng, đọc đây Hữu Lưng. Cô là bật chức năng ghi âm trên điện thoại, bấm nhấp ghi âm, đọc nội dung cần nhớ, lưu lại, nghe đi nghe lại như nghe nhạc. Nghe đi nghe lại như nghe nhạc. Rồi các con á, là có một cái điện thoại đúng không? Ngày nay chúng ta đều có một cái điện thoại, chúng ta dễ dàng dùng điện thoại để ghi âm những kiến thức chúng ta cần nhớ. Thì chúng ta sẽ nghe đi nghe lại nhiều lần cái nội dung đó. Và bài tập của các con hôm nay là nhớ cho cô là chúng ta chuyển từ 00 đến 99. Rồi nha. Chúng ta sẽ ghi âm lại. Tiếp theo, cách thứ 3. Cách thứ 3 chúng ta nói nhiều lần. Chúng ta nói nhiều lần tức là chúng ta giảng lại nội dung đó cho người thân, cho bạn bè. Hoặc khi chúng ta tập thể dục, tưới cây, chạy xe đạp, chúng ta vui chơi, chúng ta lẩm bẩm nội dung đó trong miệng thì chúng ta sẽ ghi nhớ nội dung đó. Ha, đó là ba cách, vừa chạy xe cũng lẩm nội dung, ha, tập thể dục cũng lẩm nội dung. Và chúng ta đã kết thúc cái bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay chúng ta học thứ nhất là cô nhắc lại các con bài tập là chuyển số từ 00 đến 99. Và cái thứ hai nữa chúng ta học lực số mấy. Chúng ta học lực số mấy vậy Nhật Giang? Lặp đi lặp lại bằng lực số mấy vậy Nhật Giang? Dạ thưa cô, là bằng lực số 1. Trà My nhắc rất nhiệt tình, lực số mấy? Rồi, nghĩ chưa ra, Nhật Trường giúp bạn đi Nhật Trường. Dạ thưa cô, là số 5 cô. Rồi cảm ơn con. Vậy thì giờ chúng ta sẽ ghi lại trong cái vở của mình về cái phương pháp lặp đi lặp lại bằng lực số 5 nha. Và cô sẽ trở lại chuyển mic lại cho cô Xuyến để nhận dẫn dò các con một số điều ha. Xin mời cô Xuyến ạ. Cảm ơn cô Mai rất là nhiều. Tất cả các con comment cảm ơn cô Mai nè. Các con học chuyển số sang hình ảnh thì nhớ ứng dụng cái phương pháp cô Mai vừa chia sẻ nha. Các con sẽ học rất là nhẹ nhàng chứ không phải chúng ta ngồi cầm chúng ta đọc thông chân 1 dù 2 vịt 3 tim 4 ghế chán chắc chết ha. Chúng ta ghi âm lại, học mọi lúc mọi nơi ha. Sử dụng ba cái cách lặp đi lặp lại được không nè. Rồi cái thứ hai, lớp của chúng ta có rất nhiều bạn và khi cô Mai gọi chưa được ra được hết, các bạn khác đưa tay rất là tích cực, cô sẽ ghi nhận lại hết. Và các bạn khác chưa được mời có buồn không nè? Rồi các bạn mà đưa tay hoài á, rồi cô mời con lần nhất rồi lần hai đưa tay nữa, cô không mời cô mời con mà cô lại mời các bạn khác nữa, mình có buồn không? Mình có khi mà mình vui một mình mà các bạn khác buồn siêu, mình có vui nổi không?
Được không? Như vậy cả lớp chúng ta ai sẵn sàng chia sớt cái phần đưa tay phát biểu đó, cô để cô Mai mời gọi tất cả các bạn trong lớp. Ai sẵn sàng nè? Ai sẵn sàng comment số 1? À, ví dụ như trong lớp hôm nay cô đã gọi con, hai lần này cô gọi con rồi, lần sau cô sẽ gọi các bạn nữa để trong lớp mình ai cũng vui ha. Ai cũng được mời được không? À. Dạ cô. Ờ giỏi nè. Như vậy đó là chúng ta cùng nhau học, chúng ta cùng vui ha. Để các bạn khác cũng được mời được không? Và các bạn khác, lớp chúng ta đông thì khi các cô mà chưa có gọi được các con cũng đừng buồn, cô đều quan sát hết ha. Cô Mai dạy, cô cũng quan sát, cô ghi nhận hết. Các con cứ việc bấm phím đưa tay. Thì bạn nào có bấm phím đưa tay, cô sẽ ghi nhận phần phát biểu tích cực cho các con hết. Được không? Rồi lớp này, các con học tập, các con cô có ghi nhận lại hết á. Cô và cô nhớ đều có theo dõi ghi nhận lại. Buổi trước bạn nào có mặt nè, hôm nay bạn nào có mặt nè, cô đều ghi lại hết ha. Bạn nào học đầy đủ hết với lớp và có làm bài tập đều sẽ được ghi nhận. Và có phát biểu, có bấm phím đưa tay, cô sẽ đều ghi nhận hết. Dù không được mời, cô cũng sẽ ghi nhận. Ha. Rồi, như vậy thì cuối khóa mà là cô sẽ tổng hợp lại. Bạn nào mà có cái quá trình học đầy đủ, điểm phát biểu tích cực và làm bài tập, thì các con sẽ được giấy chứng nhận hoàn thành khóa học ha. Được không nè? Chúng ta có 6 giấy khen nữa. Chúng ta cứ thực hiện những năng lực đặc biệt khi mà cô Mai giải nha. Rồi bạn nào muốn nhận quà nóng vẫy tay. Rồi hôm nay nhờ cô Mai cho một câu hỏi đặc biệt của học ngày hôm nay, cho một bạn đặc biệt đã chú ý buổi học ngày hôm nay sẽ được quà nóng nha. Rồi cảm ơn cô Xuyến. Chúng ta hạ tay xuống để chúng ta tạo sự công bằng ha. Quà nóng rất đặc biệt, đó là rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng, nãy giờ ai theo dõi cũng trả lời được hết. Chúng ta lặp đi lặp lại bằng phương pháp, đó là ứng dụng một cái luật, đó là luật gì? Liệt kê ra luật đó cho cô. Hết. Wow, có một cánh tay. Bấm phím đưa tay. Cô sẽ ghi nhận lại hết, đừng lo ha. Tất cả cánh tay cô đều ghi nhận lại hết. Hỏi đâu con được không? Giờ cho con được không? Như vậy là có 8 cánh tay thôi. Vậy là bữa nay chúng ta 30 mấy bạn ngồi trong phòng mà có 8 bạn là nhớ được kiến thức này hả? 9 cánh tay mà cô. 9 cánh tay rồi. Cô trời. Rồi còn 3 giây nữa. 1 2 3 Bây giờ mời cô Xuyến chọn ngẫu nhiên một bạn. Chúng ta có thể chọn bạn giơ tay nhanh nhất cũng được. Cô mời Bảo Trâm nha. Bảo Trâm hôm nay lơ là nhiều rồi. Thử cô Bảo Trâm nhớ không nè. Cô mời con 4 lần rồi. Sao cô không mời bạn khác đi cô? Hả? Tại Bảo Trâm hôm nay lơ là nhiều lắm. Cho nên là cô hỏi coi thử Bảo Trâm nhớ không? Hôm nay Bảo Trâm nhớ cái là ok nè. Luật gì? Và kể những luật đó ra. Máy máy cô. Ổ. Luật gì? Máy con máy gì đâu? Cái chân cơ hội rơi tay vào người khác. Không nắm bắt. Con không nghe rõ cô. Rồi, cô Mai hỏi con hôm nay. Cùng nhờ cô Mai đặt lại câu hỏi cô Mai nha. Sắp vụt rồi. Hôm nay chúng ta đã học về cái phương pháp lặp đi lặp lại. Và để lặp đi lặp lại thì chúng ta ứng dụng luật gì để lặp đi lặp lại? Năm, bốn, ba, hai, một. Hết cơ hội. Cơ hội vàng đã tuột mất. Cô mời Nguyên Lương. Nguyên Lương đây mới thấy cánh tay bà. Nguyên Lương, cô mời Ngọc Quyên. Dạ. Ơi, con trả lời đi nè.
Alex đổi tên con nha. Một bạn có tên là Alex đổi tên. Nếu không cô không biết con tên gì để ghi nhận cho con luôn á. Rồi Ngọc Quyên trả lời câu hỏi của cô Mai. Để thôi là câu hỏi sẽ vụt mất. Luật gì? Hôm nay cô Mai dạy con luật gì vậy? Dạ luật. Luật có số mấy? Rồi có số 5. Rồi kể luật đó ra. Kể nó ra đầu tiên là sao? Nào biết là 4 3 3 2 2 1 4. Rồi mất cơ hội. Nhận cơ hội cho bạn tiếp theo cô Xíu ơi. Nhận cơ hội cho bạn tiếp theo. Mời cô Mai đi nha. Chuyển vào cô Mai. Tắt mic kìa cô Mai ơi. Cô Mai trà mi. Em thưa cô là luật số 5. Rồi kể lần, nha. Lần thứ nhất là 1 tiếng. Lần thứ hai là 1 ngày. Lần thứ ba là 1 tuần. Lần thứ tư là 1 tháng. Lần thứ năm là 3 đến 6 tháng. Chính xác rồi các con. Đúng xác. Đúng xác. Quá xuất sắc rồi Trà My. Dạ đúng. Rồi. Chúc mừng Trà My nha. Hôm nay quà nóng gửi cho Trà My. Trà My comment số điện thoại của con lên phần chat nha. Cũng như cô mời tất cả các bạn, tất cả các bạn chưa gần các con hãy comment số điện thoại của con lên trên phần chat để cô Mai, cô và cô Nhớ sẽ kết bạn Zalo với các con, hỗ trợ cho các con trong phần học nha. Ok không nào? Và số điện thoại của cô là cô cũng comment lên phần chat ha, 0914937221 là số cô Xuyến nha. Cô Xuyến em kết bạn với cô rồi nha cô. Ủa vậy hả? Đâm sang các bạn với cô, bạn học lại thì thôi. Cô, em không nghe rõ cô đọc lại đi cô. 0914937221. Rồi, cái nhóm Zalo của lớp đánh thức não bộ cô có gửi lên trên phần chat các bạn thấy không? Các con copy cái phần link này về. Các con tham gia vào nhóm nha. Ơi. Dạ Viên Phương. Con không nhớ là con kết bạn với cô chưa nữa. Trời ơi Viên Phương kết bạn với cô rồi. Viên Phương trong nhóm kiến tạo hiện tại nha. Dạ. Ủa anh gửi trái bạn đó cho rồi nha cho. Anh gửi số điện thoại đó nha cho. Rồi số điện thoại của mẹ. Cô gửi lại cái link nhóm Zalo. Các con copy nha. Copy. Và để sau buổi học này các con tham gia vào nhóm Zalo để cô Mai và cô Nhớ và cô sẽ chăm sóc các con. Nhắn cho các con về bài tập nè, về thông tin về lớp học nè, cho đầy đủ ha. Để chúng ta học nghiêm túc, được không? Lớp học chúng ta học rất là nghiêm túc. Bạn nào muốn học hiệu quả, bạn nào muốn học ra kết quả thì các con tham gia nghiêm túc với cô ha. À, chúng ta tham gia nghiêm túc đầy đủ thì chúng ta mới ra kết quả được không nào? Rồi, ok. Cô có chút hấp. Cô có kết thúc buổi học cho cô. À, chuẩn bị kết thúc rồi đó con nha. Tất cả các bạn, chúng ta các con học lớp này nghiêm túc đầy đủ, cô cam kết sau lớp này các con sẽ biết được cái phương pháp cơ bản và gốc rễ nhất của cái phương pháp siêu trí nhớ. Con có thể đi biểu diễn cho các bạn khác phải wow. À, trong vòng có 2 phút, sao trong vòng có 5 phút, 10 phút mà bạn nhớ được mấy chục cặp số đó vậy? Sao bạn nhớ được nhiều số điện thoại như vậy? Ha, à, sao bạn nhớ được những con số như thế? Ha, à, con sẽ biết cách và khi mà các con ứng dụng, các con học cái phương pháp cốt lõi này, các con nhảy bén nữa, các con ứng dụng được các môn trên trường là ok luôn. Ha. À. Còn các con không cần phải học thêm nữa. Nhưng nếu như bạn nào cảm thấy khó khăn trong quá trình ứng dụng thì mới các con mới học lên cái lớp nâng cao là lớp kiến tạo hiện tại.
Còn nếu bạn nào nói cô ơi em học như đây là em ứng dụng được luôn á, là ok, quá tuyệt vời, được không? Chúng ta không cần nhất thiết phải học nâng cao ha. Tuy là lớp cơ bản nhưng mà lớp này đó là gọi là cốt lõi. Nó giống như là cái con xây một căn nhà thì tất cả nằm ở cái nền móng. Như vậy khi con có nền móng rồi thì các con chỉ cần có cái sự ứng biến nữa, các con nhạy bén nữa, có thêm cái tài khoản 5 phút thuộc bài nữa là con sẽ ứng dụng một cách tuyệt vời ha. Còn nếu như các con học mà đối một mình học, mà các con muốn được học vui, muốn được học nhiều giá trị hơn, hay là chúng ta cảm thấy khó khăn thì chúng ta mới học lên cái lớp kiến tạo hiện tại. Nếu không thì các con học lớp này thôi là các con đã rất là ok, được không nào? Cho nên học nghiêm túc để ra kết quả, để cho bản thân mình một cái phương pháp học mới giá trị ha. Sao Thảo Nguyên? Em gửi cái số điện thoại của em qua đó. Ok, ok nè. Rồi, cô cảm ơn Thảo Nguyên. Thảo Nguyên rất giỏi nè. Hồi chiều cô mới trò chuyện với Thảo Nguyên bên lớp của thầy Chiên nè. Hôm nay có tối nay có rất nhiều bạn. Rồi, chúng ta hẹn gặp lại thứ 5 và thứ 6 nha. Thứ 5 thứ 5 chúng ta học 19 giờ. Thứ 3 và thứ 6 chúng ta học 19:30. Ok không? Rồi bây giờ bạn nào nghỉ thì chúng ta sẽ phát sinh. Bạn nào hỏi thì chúng ta ở lại hỏi nha. Ok nha. Hello. Chào Văn Thành. Cô xin ngủ ngon. Rồi chúng ta ngủ ngon chị. Cô xin ngủ ngon. Cô xin ngủ ngon. Cho thầy ngủ ngon. Ngủ ngon nha. Một phụ huynh. Dạ. Cô thấy Minh Phước có chào một cô. Cô cho phụ huynh Phước hỏi đi ạ. Bây giờ Minh Phước có anh hai học cấp 3 nha, tại vì thật vừa rồi nó học trên đấy nhiều quá. Bây giờ cho anh hai nó học vào lớp 10 á thì học vào thứ mấy cô? Dạ, lớp này là chúng em dạy chung hết tất cả các con từ lớp 1 tới lớp 12 luôn. Tại vì đó không phải là học từng môn trên trường, mà nó là một cái phương pháp áp dụng chung tổng thể các chương trình cuộc sống, việc học cũng như cuộc sống. Dạ, cho nên con nó đang ở lớp 2 và đang lớp 10, chúng ta cũng sẽ học trong đây hết. Được không anh ha? Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ nghe, bạn nào hỏi ở lại hỏi, bạn nào thoát zoom thì thoát zoom nha. Bạn nào hỏi đây. Chơi đi cô ạ. Rồi ai muốn chơi trò chơi với cô? Ở lại chơi trò chơi. Em. Chơi em. Hôm nay chúng ta ngưng phần chia sẻ cô ha. Không cô, hay giờ chơi gọi là chơi trò chơi cô. Rồi giờ trò chơi đúng không? Rồi ai sẵn sàng chơi trò chơi vẫy tay. Em. Chuẩn bị nha. Câu hỏi hóc búa, não phải đâu quay về. Não phải quay về. Não phải đâu quay về, tưởng tượng đâu, tập trung vô. Chuẩn bị. Cô đố tất cả các con, tại sao sư tử ăn thịt xong? Trời ơi, sao hay vậy? Trời, cô tính câu hỏi hóc búa sao nhìn đến ta vậy? Em biết con. Hả? Cậu không biết luôn đó hả? Trời. Bây giờ cô mời từng câu trả lời, cô không nêu kết quả nha. Cô mời Minh Hoàng. Tại sao Minh Hoàng? Dạ thưa cô, là tại vì sư tử không biết nấu đồ ăn ạ. Cảm ơn Minh Hoàng. Chà My, tại sao cô Chà My? Em thưa cô, tại vì con sư tử nó không biết nấu đồ ăn để nó phải ăn được sống chứ sao nữa. Cảm ơn Chà My, còn ai trả lời nữa không? Chưa biết đúng hay không? Chưa biết đúng hay không được nha. Đừng có bắt trước rồi nha. Bắt trước rồi là không đúng rồi nha. Con chưa trả lời đúng hay không rồi nha. Con mời em chưa? Con là con có chiếc con. Con có chiếc con đài. Không biết lao động cô. Ừ, cảm ơn Nhật Trường. Ghi nhận đáp án. Tiếp theo, con mời Văn Thành. Em cô. Dạ thưa cô, là nó sống trong rừng. Nó không có biết ăn thịt chín mà nó chỉ biết ăn thịt sống thôi à. Cảm ơn Nhân Thành, ghi nhận đáp án. Tiếp theo cô mời Thảo Nguyên. Chưa biết ai đúng hay sai đâu nha, đừng bắt chước nha, bắt chước phải theo á.
Chó sói chi vu. Chó sói. Các bạn là hả? Sư tử là gì? Là gì, đáp án là gì? Có sự trợ giúp. Sư tử là vua hình xanh. Tại vì sư tử là vua cho nên là sư tử sẽ ăn thịt đúng không? Ok, dạ. Cái những đáp án còn cánh tay nữa. Cô mời Nhật Giang. Dạ thưa cô, là tại vì sư tử là sư tử sao? Là sư tử là sư tử ăn thịt sống. Là sư tử là loài ăn thịt sống. Ok, ghi nhận đáp án. Còn đáp án nào nữa không? Còn đáp án nào nữa không? Cho chúng ta ra kết quả nha. Rồi, ai nghĩ mình đúng? Vẫy tay mạnh lên. Ai nghĩ mình đúng? Trời ơi, Trà My mạnh quá. Nhật Trường mạnh luôn. Văn Thành cũng mạnh. Nhật Giang cũng mạnh luôn. Rồi Minh Hoàng trả lời xong biết mất tiêu rồi. Rồi, Minh Hoàng đúng không? Đúng rồi, ai vẫy tay cũng mạnh hết trơn ha. Rồi, bây giờ chúc mừng hai người có đáp án giống nhau. Hai người có đáp án giống nhau là ai? Ai nghĩ mình là cái người hai người có đáp án giống nhau vẫy hai tay. Chắc không. Bắt đầu cánh tay nhẹ vậy, bắt đầu cánh tay gũi mất tiêu rồi. Hay quá, đúng rồi. Còn ba cánh tay. Ừ, còn bốn cánh tay luôn. Rồi, bây giờ ai nghĩ con là người đáp án chính xác nhất, vẫy tay mạnh nhất luôn. Rồi. Cái người ngồi em nghe luôn là người chính xác, và cái người quẩy mạnh nhất cũng là người chính xác. Chúc mừng Trà My và Minh Hoàng. Rồi, tại vì con sư tử đó đâu có biết nấu đâu, cho nên là nó phải ăn thịt sống thôi. Rồi, chúc mừng hai bạn, cô ghi nhận, cô báo với thầy Vy chưa. Tiếp theo, ai sẵn sàng nữa nè? Sẵn sàng nữa cô ơi. Rồi, sẵn sàng nữa phải không? Sẵn sàng nha. À, kiểm cái nào hóc búa rồi, lớp mình thông minh quá. Rồi, trên tay cô cầm 5 quả cam. Bây giờ cô bỏ xuống 2 quả. Trên tay cô còn mấy quả? À, cô xin lỗi, tầm bay, ốc lột. Đúng, cô là cô hồi hộp. Rồi, đọc lại, đổi câu hỏi. Đổi câu hỏi. Ai có nhà di động đầu tiên? Trời hay vậy? Cô mời Nhật Giang. Dạ thưa cô. 5 4 3 3 2 1 1 hết giờ. Rồi cô mời Nhật Trường, nó mừng quá trời luôn rồi. Cô là Robertson. Chưa biết đáp án đúng hay không? Cô mời Trà My. Em thưa cô là rùa bảo sen. Hay quá, con cảm ơn Trà My. Tiếp theo, cô mời Viên Phương. Chưa biết đúng hay không đâu nha. Rồi, thật mất tiêu luôn. Rồi, câu này thấy vậy mà im vậy đó hả? Rồi, ai nghĩ mình là đáp án đúng, vẫy tay. Trời ơi, chỉ có hai người vẫy thôi hả? Vậy là biết luôn rồi đó phải không? Rồi, chúc mừng hai bạn Trà My và Nhật Trường, rùa và ốc sen. Con này dễ quá đúng không? Dễ quá. Rồi, chúng ta khuya lắm rồi, muốn thức tới khuya luôn không? Ai muốn đếm thời gian tới không giờ, quẩy tay. Không muốn đếm thời gian tới không giờ thì chúng ta ngủ nha. Rồi, hẹn gặp lại thứ năm 19 giờ nha, 18:30 vào giao lưu, vào trò chơi nha. Chúng ta ôn bài được không? Rồi, nhớ làm bài tập công thức chính nha. Nhớ học công thức chính nha. Chào cô. Một giây một hình nha. Chào cô Xuyến, chào tất cả các bạn nha. Chào Bi Bi. Bi Bi hơi ồn, không có mở cam được. Bất tiện. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Chào Bi Bi. Xin chào cả nhà. Chào cô Xuyến, chào Bi Bi. Chào con. Chào cô Mai. Chào chị Thề, chào cô Mai, chào thầy Vi. Chào cô. Chào Trà My, Nhật Trường, chào Văn Thành, chào Nhật Lê, Thảo Nguyên, chào Nhật Nguyên.
chào cô. Các bạn.